À, thầy Nguyễn Công Chính xin gửi lời chào thân ái đến với tất cả các bạn học sinh thân mến. À, các em yêu quý, hôm nay là buổi à, tối thứ tư hàng tuần, thầy trò chúng ta sẽ à, cùng à, tiếp tục học chương trình à, toán lớp 11. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài giảng à, thứ hai đúng không các em? Bài giảng lần trước của chúng ta là bài giảng Lai 01, à, phương trình lượng giác cơ bản phần thứ nhất. Hôm nay chúng ta sẽ đến tiếp với phương trình lượng giác cơ bản phần thứ hai, các em nhé. Đó. Và ở trong phần trước ấy, thì thầy trò chúng ta đã uh, đi xong những cái vấn đề quan trọng về phương trình cơ bản chứa ẩn xin ẩn cốt đúng không? Hôm nay thầy sẽ tiếp tục uh, hướng dẫn cho chúng ta những phương trình còn lại, những phương trình có chứa ẩn tăng ẩn cô tăng, đồng thời giới thiệu cho các em một số cái phương trình ở mức độ uh, nâng cao hơn, ví dụ như là những phương trình mà có chứa điều kiện đúng không nhỉ? Những phương trình có chứa điều kiện, những phương trình mà cần phải loại nghiệm và một số phương trình mà nó không được cơ bản lắm. Thì hôm nay chúng ta sẽ uh, quét một phát toàn bộ các phương trình còn lại. Đó, được không? Đó. Thế thì uh, bài ngày hôm nay cũng là một bài hết sức là quan trọng. Thì thầy uh, mong là chúng ta sẽ hết sức để ý vào. Các em nhớ chưa? Đó, nhất là các bạn mà học sớm chuẩn bị thì cũng không biết là sắp tới có được đến trường không hay là khai giảng online thì mình không biết. <laughs> Nhưng mà ở nhà mà được thầy dạy cho thế này thì nhớ để ý vào. Nhớ chưa nhỉ? Ờ à, rồi Ừ. chúng ta sẽ cùng Xe uh, bài giảng về các em nhé chia sẻ bài giảng về uh, vừa cho mình học vừa đồng thời cho các bạn khác cũng học mà đồng thời mở luôn cho cả nhà cùng xem thì càng tốt <laughs> à, thầy bảo này một số bạn ấy không chỉ mà các em có thể xem được trên uh, um, học online trực tuyến này có cái tác dụng là không chỉ các em có thể xem ở trên uh, uh, máy tính máy tính uh, uh, để bàn của các em laptop này laptop đồng thời em có thể xem trực tiếp trên các cái điện thoại thông minh đúng không trên điện thoại mà bây giờ nếu như bạn nào biết cách kết nối nhá các em có thể nối trực tiếp ra màn hình tivi đó nối trực tiếp ra màn hình tivi xem uh, có smart TV không <laughs> hoặc là xem uh, có cần uh, kết nối gì thì chỉ cần dùng cái dây sạc xong cắm một cái xong rồi nối thẳng ra tivi như là xem dạp chiếu phim ở nhà luôn vui lắm được không? Được không một số bạn thấy thấy uh, xem uh, rồi là sinh động cực kỳ luôn nhớ nhá thỉnh thoảng ấy uh, chiếu bài của thầy lên hẳn tivi mà xem cảm thấy em sẽ thấy thầy gần gạo gần gũi mà ấm áp của nó nó gọi là gì ấy nhỉ cảm giác có như là là, là, là xem phim dạp chú phim ý thích lắm đó như thế nó sẽ tạo cảm giác hứng thú hơn đấy xem thử đi nhớ chưa ờ, à, dạ, rồi à, rồi kem à, em thân mến nào đây là những cái buổi học đầu năm thế nên là chúng ta cũng không cần việc gì phải à, biết là tuy là chương trình thì cũng hơi khó hơi dài thật nhưng mà cứ học từ từ dần dần thôi không việc gì phải vội cả nhé Uh, thầy bảo này uh, buổi uh, tiết học uh, thứ nhất lần trước là mình uh, hình như là mình uh, chưa hát hò gì đúng không đó hôm nay này rất nhiều bạn uh, thầy ơi em chờ thấy mãi tưởng thầy dịch nghỉ đấy thực ra thì thầy cũng đang định nghỉ thật tại vì uh, dạo này nó dịch nó còn nguy hiểm hơn cả cái đợt trước cơ mà uh, cái số người tử vong là càng ngày càng cao mà nó lây ra Hà Nội thì càng ngày càng nhiều Thế mình mà công nhận một điều nhé mình mà đi được đến đây là cũng cũng Hơi, 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 hơi sợ đấy được chưa chứ nếu không là người ta cấm ở nhà hết rồi hạn chế đi ra đường hết sức có thể đó thế mà thầy vẫn đi được chưa mặc dù cách cả chục cái số thầy vẫn đi được chưa đấy hơi, hơi, hơi ghê đấy tưởng đâu được chưa đó thế cũng vẫn phải cố để dạy đấy được chưa nhỉ rồi cố gắng mà học nhá biết công thầy đi này cố gắng mà học được chưa rồi em thân mến hôm nay thì để cho đầu buổi học của chúng ta bài học được trở nên xuân sẻ mọi thứ vui vẻ à, chúng ta sẽ cùng hôm nay thầy sẽ hát tặng chúng ta một bài nhé được chưa rồi rất nhiều bạn đang trông chờ để được hát đúng không bài lần trước thì chưa kịp hát đúng không nhưng hôm nay mình hát bù nhé được chưa rồi chúng ta thích bài gì chúng ta thích bài gì chúng ta có thể comment thầy sẽ để ý Hôm nay không like được trên Youtube Nếu hôm nay các em xem trực tiếp Trên kênh của fanpage của tuyển sinh 247 nhé Đồng thời có thể xem Hôm nay chỉ phát được trên kênh của tuyển sinh thôi Còn tí nữa trên Youtube Các bạn chịu khó tí nữa Thầy sẽ bảo đội ngũ Quay phim Sẽ đăng lên sau Youtube cho các em nhé Được chưa? Ok rồi chúng ta muốn uh, nghe bài gì nào? tôi chia sẻ với các bạn khác nhé, chưa, chia sẻ với các bạn khác về cùng học thầy cũng chia sẻ rồi nè. rồi một số bạn nói rất đúng ý thầy đây, thầy rất thích bài đó là bài biết bài gì không? được chưa? thầy ơi how you like that, <laughs> how you like that, te te te, te te te, thôi bài này nghe thôi chứ mình không biết hát, thông cảm rồi nhé, được chưa? te 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 không biết hát bài này có chắc yêu là đây bài của sếp à à thực ra ấy thì mình cũng thích đấy nhưng mà mình cũng không được thuộc bài này lắm cũng thích đấy nhưng mà rất tiếc là không thuộc lắm em thông cảm nhé có chắc yêu là đây cũng không có khi là cũng không hát được <laughs> chắc gì nữa mà chắc thắc gì nữa mà mắc <laughs> rồi chúng ta sẽ đây một số bạn nói đúng rồi này chúng ta sẽ cùng nghe hoa nở không màu nhá à, rồi nghe bài này có vẻ nó nó hợp với mình hơn được chưa Thầy ơi, nói các em của thầy đi tí nữa thầy nói sau nhé, bây giờ hát đã Thầy ơi, hai chữ đã từng, Ơ thầy cũng thích bài này này Hôm nay thầy đang định hát cả bài này nữa Nhưng mà thôi, hôm nay hát một bài thôi nhé Hai chữ đã từng hôm sau, được không? Rồi, chắc sẽ cùng nghe bài Hoa nở không màu Các em nhé, rồi Ôi giời, rồi xong Hoa nở không màu Rồi, một phút đã chuẩn bị bắt đầu Tăng tăng. Rồi chúng ta sẽ cùng uh, cổ vũ cho thầy nhé, được chưa? Rồi thầy cũng chỉ thực ra thì cũng uh, không biết có thuộc không thôi, mình cứ bật uh, bật uh, lại lời để nghe nhé Chúng ta sẽ cùng nghe hoa nở không màu. <laughs> một bài của nhạc sĩ nguyễn minh cường đúng không nhạc sĩ nguyễn minh cường có do ca sĩ hoài lâm thể hiện đúng không ừ. Rồi chúng ta bắt đầu nhé Chúng ta sẽ cùng nghe bài Hoa nở không màu nhé Do thầy Nguyễn Công Chính thể hiện Bắt đầu Chúng ta cùng nghe rõ không? Nghe rõ thầy nói đúng không? Ừ Chỉ là nỗi nhớ Mãi đứng sau cuộc tình đã lỡ Chỉ là cơn mơ Cuốn theo cả một trời thương nhớ Chỉ là nỗi đau thồn thức Chỉ là nhói thêm một chút Chỉ là nước mắt cứ dưng dưng Tìm về ký ức cố xóa đi đoạn tình bán sơ rồi lại chớ vỡ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ mãi chìm đắm trong lầm lỡ trái tim vẫn không ngừng nhớ đợi chờ em đến hóa ngu ngơ tình yêu đã phai màu như hoa nở không màu Càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau Đành ôm nỗi đau này Chết lặng giữa trời mây Hẳn lại sâu trong trái tim hao gầy Giờ đây chúng ta là Hai người dưng khác lạ Buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra Cuộc đời lắm vô thường Sao cứ mãi vẫn vương Tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình Tìm về ký ức Cố xóa đi đoạn tình ban sơ Rồi lại chớ vơ Đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ Mãi chìm đắm trong lầm lỡ Trái tim vẫn không ngừng nhớ Đợi chờ em đến hóa ngu ngơ Tình yêu đã phai màu như hoa nở không màu càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau đành ôm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây hằn lại sâu trong trái tim hao gầy giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ buồn biệt mấy nhưng lại chẳng thể nói ra cuộc đời lắm vô thương sao cứ mãi vấn vương tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình chỉ là anh cô chấp luôn âm thầm bước về phía nắng ấm tim em thế mà cơn mưa đêm xóa hết kỷ niệm chỉ còn lại vẫn vương nỗi nhớ chỉ là anh cô chấp nuốt âm Thân, bước về phía nắng ấm tim em thế mà còn mưa đến xóa hết kỷ niệm chỉ còn lại sáng sờ nỗi nhớ uh, Thầy xin cảm ơn rất nhiều Vừa rồi đấy chính là bài hát Hoa nở không màu bản cover của Thành Nguyễn Công Chính. Các em có thấy hay không? Thầy xin cảm ơn tình cảm của tất cả các bạn nhé. Rồi. Nào, và bây giờ thì chúng ta Rồi chúng ta sẽ bắt đầu học các em nhé. bây chưa nhỉ? Rồi. Mọi người thấy bài này có hay không? Thầy cũng thấy rất là thích bài này và cũng rất nhiều học sinh thích được thầy cover bài này. Đó. Em mình cũng hôm nay là bản cover lần đầu tiên đấy. Đó. hơi hơi run một chút nhưng mà không sao. Hôm nay dù sao thì mình nghĩ rằng là mình cũng đã rất thể hiện thành công. Rồi ok. <laughs> Rồi ok nhá. Rồi hát nhạc và bài nó phải hơi buồn buồn tình cảm thì nó mới hay nhất là khi mà các em mà chuẩn bị mà đi ngủ ấy mà nghe bật bài này lên mà nghe mà thầy hát đâu rồi ấy đảm bảo cảm xúc xúc động đậy nó đã tràn về rồi sợ lắm <laughs> đúng không hát bài buồn thì thực ra nó mới thích chứ hát bài vui nhiều rồi nó quen rồi nó phải buồn này nó mới khó hát này nó mới hay này hiểu chưa đó chúng ta bắt đầu ta học nhá chưa <laughs> bài hai chữ đã từng với cả một số bài gì gì đó thì lần sau thầy sẽ tặng cho nhé. chúng ta sẽ bắt đầu học nào. <laughs> còn thời gian thì thầy sẽ thầy ơi Trần Đức Bo và những người khác đã xem. <cười> <cười> rồi thầy cảm ơn rất là nhiều nhé. nào chúng ta sẽ bắt đầu vào học được rồi nhé. <laughs> À, các em thân mến, à, nào, như vậy là hôm trước ấy, thì mình đã học xong hai phương trình chứa ẩn sin và ẩn cốt. Hôm nay mình sẽ đến với phương trình thứ ba và thứ tư là phương trình chứa ẩn tăng và cô tăng. Hai phương trình này thì nó cũng sẽ đơn giản thôi, đi sẽ rất là nhanh, không khó lắm đâu nhé. Được chưa? <cười> Ta <cười> bắt đầu đi vào hôm trước là 1, 2, 3, la mã đi. Đó là phương trình tăng x bằng m. Tăng x bằng m phương trình bằng m nào chúng ta để vào đây nhé đây là phương trình một ẩn tăng này rồi chúng ta bắt đầu tập trung để vào học nhé được chưa thầy ơi hai k hai chào thầy <laughs> ôi chào em quỳnh anh chào em ok ok chào em rồi thầy ơi bài nữa thế bài nữa lần sau hát tiếp nhé được chưa ok ok rồi tiếp tục học nhé thầy ơi đang soạn giáo án dở vẫn phải vào nghe thầy hát <laughs> rồi ok ok cảm ơn em rồi sẽ bắt đầu học nào em dẫn mến phương trình tăng x bằng m ờ, với phương trình sin cốt thì m của em sẽ phải muốn có nghiệm cái phương trình ý thì cái cái m này sẽ phải là một số nằm trong đoạn trừ 1 đến 1 nhưng mà uh, với phương trình tăng x bằng m thì điều kiện có nghiệm của em đó là m thuộc r có nghĩa là tăng là lấy với mọi giá trị các em nhé cái tức là giá trị của tăng là không hạn định như vậy M có thể là một số thực bất kỳ các em nhé. Đáng nhẽ phải mặt đáng nhẽ đúng ra thì chúng ta sẽ phải đặt điều kiện. Đúng ra ta phải đặt điều kiện cho tăng x. Đó là ta bằng sin trên cos, như vậy là cos x phải khác không. Tức là nếu chúng ta giải đủ ra thì chúng ta sẽ là phi chia 2 x khác phi chia 2 cộng k phi. K là số nguyên. Nhưng mà thầy cũng dặn dạ dò kem luôn, đối với những phương trình cơ bản như có dạng tay bằng m thì cho phép em có thể bỏ qua điều kiện nhé có thể bỏ vì thông thường là giải ra là nó thỏa mãn rồi nhé khi m là một số xác định rồi các em giải ra thì lúc đó khi m xác định nhé cái tăng x này nó hoàn toàn xác định rồi như vậy cái họ nghiệm giải ra thông thường nếu mà em biểu diễn cẩn thận ý, thì nó chắc chắn nó sẽ khác cái pgi cộng kpi này rồi tại vì tăng x đã bằng một số nào đó rồi thì chắc chắn là tăng x xác định có hiểu không như vậy là sách giáo khoa ấy, cũng cho phép là em có thể bỏ qua điều kiện này cũng được nhưng với những phương trình khác nhé thí dụ như là phương trình tăng cái nọ cộng cô tăng cái kia hoặc là tăng cái lọ bằng tăng cái chai chẳng hạn ấy nó không phải là tăng bằng m thì em vẫn phải đặt điều kiện bình thường nhé đừng quên đó và em lấy máy tính bấm cho thầy với điều kiện trên đã được thỏa mãn em lấy máy tính bấm uh, ship tăng m thì em sẽ thu được đó là một cái góc alpha nào đó nó tăng x bằng tăng alpha nào đó đúng không nhỉ và uh, chúng ta sẽ suy ra là cái phương trình tăng này nó chỉ có một họ nghiệm nữa em nhé đó là alpha cộng k pi thôi k nguyên nếu chỗ này em lấy chữ M đi chẳng hạn Thì chỗ này em lấy chữ K nhé Hai chữ này em lấy khác nhau đi Thường là khác nhau một tí để chỉ nữa nó dễ biểu diễn Cho nó chắc Hai chữ này như nhau thôi Đó Hiểu không nhỉ? Đó, ok Thế thì có một cái đặc điểm mà thầy muốn các em nhớ Thứ nhất đó là phương trình tang thì nó chỉ có một họ nghiệm thôi Và cái thứ hai đó là chu kỳ nghiệm của tang và cô tang đó là KP thôi Pi, chứ không phải KIP nữa nhé Chú ý cho thầy chỗ này Thế là xong Rồi, và có một số cái chú ý nữa cho các em Đó là trong trường hợp nếu như mà nó rơi vào độ thì sao? thì chúng ta có cái trường hợp đó là tăng x bằng tăng alpha độ nếu chúng ta đổi theo độ thông thường thì đang tính theo radian thì nếu chơi theo độ thì chúng ta sẽ có đó là x bằng alpha độ nhé cộng k 100 gì ấy nhỉ k 108 tại vì pi là tương đương với 180, 180 độ và ta nhớ trong trường hợp nếu như mà nhỡ mà alpha mà là lẻ đúng không nếu alpha lẻ nó không được đặc biệt cho lắm thì chúng ta ghi là x bằng ác gì ấy nhỉ chúng ta có nhớ hôm trước có ác sin ác cốt không thì chúng ta sử dụng ác tang cũng được ác m cộng k pi cũng được nhé k thuộc z nhớ chưa trong trường hợp mà lẻ xấu quá các giá trị đẹp thì thông thường là m của em nó hay phải là những giá trị gì nhỉ như, ví, dụ như là không này uh, căn 3 này uh, căn 3 trên ba vân vân những cái giá trị thì nó đẹp nhưng mà uh, cũng hoặc là m bằng một chẳng hạn những cái giá trị mà nó đẹp ý, thì chúng ta sẽ ra góc alpha đẹp nhưng mà nhỡ mà nó lẻ xấu thì ta dùng ác tăng nhé dùng hàm ngược ok được không nhỉ rồi Thế thì phần này nó không có gì là phải dặn dò gì nhiều lắm đâu Thì cũng không khó lắm Bây giờ chúng ta lấy ví dụ áp dụng luôn Một công thức Công thức nghiệm Hai Ví dụ áp dụng nhé Chúng ta lấy một số cái phương trình đơn giản như thế này thôi Câu A Tăng x bằng 0 B Tăng 2x bằng 1 là C tan của x cộng với 30 độ bằng căn 3. Rồi vân vân. Một số phương trình cơ bản như thế này thì các em sẽ làm bài dễ dàng thôi. Các em nhìn nhanh vào các phương trình này thấy chữa nhé. Thầy bảo này, thầy xin nhắc lại nhé, những phương trình có dạng tăng x bằng m đơn giản này này không cần đặt điều kiện đâu. Hiểu chưa? Không phải là mình làm thiếu nhé, mà mình làm như thế này nó tự đúng rồi, không cần phải làm nhiều nữa. Thế thì chúng ta sẽ chữa từng câu một Câu A chẳng hạn tăng x bằng 0 Các em bấm shift tăng 0 Thì, thì, thì em để mấy radian đi Shift tăng 0 thì các em cũng sẽ có thu được 0 luôn mà Rất là đơn giản Như vậy chúng ta sẽ có x bằng à, Chúng ta có thể viết từ từ như thế này này Đó là tăng x Phương trình tương đương tăng x bằng tăng gì Tăng 0 Đây là viết từ từ Còn về so suy nhanh ra thì ta viết luôn nhé Đó là x bằng 0 cộng kp K thuộc z không Nếu bỏ đi cũng được không thầy cho phép bỏ đi thế chỉ còn có k pi thôi cũng được các em đã rõ chưa nhỉ rồi câu a là xong câu b tăng hai x bằng một chúng ta bấm ship tăng một thực ra thầy thì thuộc rồi nhưng mà bấm cho nó vui mà Chúng ta biết thừa là pi chia bốn được chưa ta sẽ có pi chia bốn nhé bây giờ làm nhanh hơn một chút nhé bỏ qua dòng đầu chúng ta sẽ có hai x bằng pi chia bốn cộng k gì thôi nhỉ k pi các em chia hai xuống thì hai ở cùng với bốn các em có pi chia tám cộng k b chia hai thuộc nguyên xong nhé Chúng ta làm tiết kiệm một bước đi cũng được Nhớ chưa nhỉ? C Cái câu này chơi theo độ này Độ đúng không? Ừ, để độ ta không độ nàng này Chơi theo độ thì mình cũng độ theo thôi Chúng ta để máy tính ở chế độ ship mode chọn 3 degree Chúng ta để máy tính ở độ bình thường nhé Các em bấm ship tan căn 3 Thực ra ngày xưa mà các em học hình mà tốt ấy, Thì cái cái căn 3 này là cái nhiều bạn đoán ra ngay Đó là cái góc này chính là cái góc 60 độ Tại vì căn 3 này nó rất là đặc trưng gặp nhiều mà Em bấm shift tăng căn 3 nhé Để độ thì nó sẽ hiện ra là 60 độ ngay Khá là quen Thì câu C của các em chúng ta sẽ có Phương trình tương đương với các em tự ghi tương đương nhé X cộng 30 độ sẽ bằng 60 độ Cộng với K gì nhỉ Lúc này là K tám cẩn thận nhé không lại Vừa bi vừa độ là người ta lại bảo là cái gì nhỉ Độ độ ta không độ nàng đấy là thôi đấy Được chưa Độ đề bài lại không độ đáp án là thôi Rồi chúng ta sẽ có x bằng 6 trừ 3 là 30 độ cộng k chấm 8 k thuộc z rất đơn giản vậy thôi mình thích thì mình bổ sung thêm một cái câu nữa cho nó vui chẳng hạn mình thích thì mình thêm câu d và nữa cho nó vui thí dụ như là mình thích thì mình thêm câu d vào tăng của uh, tăng của x trừ hai bằng cho một số bất kỳ vào đi 4 đi chả sao đâu rồi ok chẳng hạn như thế này thích thì mình thêm câu D vào giải luôn câu D. Câu D cái 4 này là một cái không đặc biệt rồi. Mọi khi không 1 nhá, căn 3 hoặc là căn 3 trên 3 ấy, đấy là những giá trị đặc biệt. Bây giờ mà nó cho chơi số 4 này rồi là thôi là hỏng. Để chúng ta biết ngay là phải dùng ác gì ấy nhỉ? Ác tăng rồi. Bấm shift tăng 4 mà xem nó lẻ toe tẻ toét luôn. Thì ra ta sẽ có ác tăng 4 được không? Ác tăng 4 cộng k pi. Và đến đây các em chuyển vế bình thường, chả có gì đâu. Cứ làm cái này, cứ làm bình thường cái này này. 2 cộng ác tăng 4 cộng k pi. k thuộc Z. Đấy thầy là mẫu cho một lần thế này về sau cứ tự tin mà làm thôi. Tính toán mấy cái gì thì để hết về đằng đầu nhá, đừng có lôi vào trong cái tang này là được. Tính cái gì thì để, để hết ở đầu ấy. Đơn giản đúng không? Cho ta qua ví dụ uh, thứ nhất ở đây. Chúng ta đến với uh, bài số 2 đi. <laughs> đây coi như bài một, giải các phương trình, bài 2 đi. giải các phương trình này thì chúng ta sẽ áp dụng công thức nghiệm tổng quát Các em ghi lại cho thầy công thức nghiệm tổng quát Nếu áp dụng phương trình tổng quát chúng ta có như sau Tăng U Ta giờ vở này Với phương trình tổng quát có dạng tăng U bằng tăng V Thì các em sẽ phải giải như sau Các em sẽ có U bằng V cộng Kp Các em lưu ý Chỗ này nó cũng hơi ghê này Thầy dặn dò một tí này Đối với phương trình mà hai bên có tăng nhé Tăng U bằng tăng V Thì các em bỏ tăng hay V đi U bằng V cộng Kp đúng không? Nhưng các em cẩn thận Ờ, phương trình này thực ra không hẳn, không hẳn là phương trình cơ bản kia mà phương trình này trong trường hợp nếu u và v của em đều chứa ẩn x em phải đặt điều kiện cho ít nhất một trong hai bên thế em đặt điều kiện cho thầy đó là sin u à nhầm vừa nói lúc nãy là cốt u đúng không ta mới sin trên cốt hoặc là em đặt cho thầy cốt u khác không hoặc cốt v khác không đặt một trong hai thôi không cần đặt cả hai nhé thế vậy giả sử thầy đặt u đi cái nào đơn giản hơn thầy đặt đấy như vậy nếu thầy giả sử thầy đặt cốt u khác không thì u sẽ khác B chi 2 cộng KV Các em nghe kỹ chỗ này nhé Hoặc MV cũng được vân vân Chữ khác nhau M nguyên K nguyên Các em ghi vào chỗ này đi Cẩn thận nhiều khi sách giáo khoa không nói đâu Mà có nhiều cái các em phải tự biết đấy thấy nhắc lại này Nếu hai bên ẩn tăng này Các em sẽ phải đặt điều kiện cho một trong hai bên không Đặt cả hai càng tốt Nhưng mà đặt một thôi cũng được Vì bên này nó bằng bên này Đặt bên này xác định Thì bên kia nó tự xác định theo mà. Chứ đặt cả hai chính ra Có khi nhiều khi mệt hơn đấy đặt một cũng được đặt cho thầy một cái U hoặc là V cũng được khác B chia 2 cộng MB đây là theo điều kiện mẫu khác không nhá sau đó mới giải tiếp cái này và làm xong chúng ta phải kết hợp nghiệm giữa cái này với cái này chứ không phải làm xong chúng ta dừng ở đâu chưa chắc đấy là kết quả cuối cùng cái lượng giác, cái, cái tang này này nó khó ở chỗ là nó bị dính vào điều kiện nếu bạn không để ý bạn không biết như thế nào được gọi là thỏa mãn hay là loại đâu đấy thì thầy sẽ lấy cho bạn một cái ví dụ chỗ này được chưa để bạn biết rằng là cái chỗ này thực ra nó không dễ đâu nhiều khi mà chúng ta cứ nghĩ là dễ nhưng mà thực ra nó không dễ thế nào ví dụ như là tăng 3 x bằng tăng x cái phương trình này nhiều khi mà về sau lại drama là cãi nhau đáp án với thôi hỏng được chưa vân vân là để xem là xem trong sách có cái phương trình gì hay hay <laughs> nếu một bên nó là hàng số rồi thì thôi thí dụ như là tăng x bằng tăng không như này một bên nó là hàng số rồi đấy không cần đặt điều kiện nhưng mà quay chừng nhá, nếu mà nó hai bên mà nó có thì cũng phải để ý đấy chứ không 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 dễ lắm. À, B 3 tăng x cộng căn 3 nhân với 2 sin x, 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 x 1 phương trình này phương trình tích cho lồng vào đây luôn cho nó vui rồi lấy tạm hai câu như thế đã rồi các em để ý vào đây chúng ta cùng giải nhé nghe có vẻ dễ nhỉ nó nghe không khó lắm câu a đi tí nữa mình thích thì mình bổ sung thêm sau câu a nó giống phương trình tổng quát ở đây thấy đã đóng khung này đóng khung mà nó cho nó chắc đúng hay sai cũng phải đóng khung vào nhìn vào đây đóng khung vào cho nó chắc không để mai kia sai hết rồi đóng khung cho chắc rồi nhiều cái thầy dạy là phải để ý nhé rồi đóng khung phải cho chắc bây giờ giải phương trình đầu tiên thì có những bạn nhé bạn có thể viết điều kiện rời rẽ ra cũng được hoặc thậm chí có những bạn bạn viết thành một hệ chính xác viết một hệ là chính xác hơn đấy thì nó mới đảm bảo tính tương đương còn nếu mà bạn mà, gọi là gì ấy nhỉ nếu mà bạn mà không thích viết theo hệ bạn có thể viết điều kiện như thế này điều kiện của tăng ba x với tăng x thì đặt điều kiện nào <laughs> cái nào cũng như nhau cả thế giờ mình đặt điều kiện nào Thế bây giờ mình đặt điều kiện cho bên này nhé cho nó dễ Thực ra như nhau Em đặt điều kiện cho uh, cốt x khác không đi x khác b 2 cộng m b Cái này em trước thầy đã giải thích rồi là có một họ nghiệm thôi nhá M thuộc nguyên Bắt đầu từ những bài này trở đi nó khó hẳn đấy chứ không phải dễ đâu để ý vào Với điều kiện trên Đặt đây là phương trình 1 Lúc này một tương đương với với điều kiện trên nhé thì lúc này một tương đương với chúng ta nên ghi được câu này thì càng tốt lúc này chúng ta sẽ có 3x bằng x đúng không cộng kb nghe có vẻ dễ nhỉ 2x bằng kb thế thì chúng ta tu được nghiệm là x bằng kb chia 2 k nguyên liệu dừng lại ở đây đây đã phải kết quả cuối cùng chưa đã biết được là thỏa mãn cái loại đâu mà kết dừng lại Nếu dừng lại ở đây thì là hỏng sai nhiều bạn đến đây đóng khung kết quả thưa thầy kb chia hai vội khoanh đáp án kể cả trắc nghiệm cũng nhiều bạn cũng bắt đầu vội khoanh đáp án kb chia hai nghĩ là dễ mà không không dễ đâu lượng giác này nó ghê lắm chúng ta phải học cách kết hợp nghiệm trên đường tròn thì mới biết được có thỏa mãn hay không nhiều khi nhá các bạn sẽ bảo như thế này thưa thầy em thấy cái kb chia hai này hình như trông nó khác hẳn với KB chia hai cộng mp em em có thấy giống đâu nhỉ em em cứ tưởng là nó phải giải ra nó phải giống y hệt như thế này chứ thì nó mới gọi là bị loại chứ em thấy nó khác hẳn không có nhiều cái nhìn mắt thường không thấy đâu nhìn vào mắt thường thì có cảm giác là cứ như thỏa mãn rồi nhưng mà thực ra nó không chưa chắc là thỏa mãn đó đấy cái 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 phương trình lượng giác nó không giống phương trình đại số ở chỗ là cái kia nhá em nhìn thấy uh, thỏa mãn là thỏa mãn loại là loại luôn nhưng mà cái này nhìn thấy không biết là thỏa mãn hay loại cũng giống như là mình đi ở ngoài ánh sáng của người ta đi ở trong bóng tối mình không thể nào mà nhìn thấy được người ta rất nguy hiểm đó thế nên là bây giờ bài này bắt buộc phải vẽ đường tròn ra đây là một kỹ năng không thể thiếu được về sau lên lớp 12 a còn học qua cả môn vật lý rồi ôi, ôi cái đường tròn này em sẽ gặp ra nhiều lắm chưa chứ không phải là bỏ đâu đầu tiên các em trông thầy biểu diễn họ nghiệm kb chia hai với họ nghiệm kb chia hai thầy biểu diễn bằng các điểm chấm màu đỏ các em nhìn bảng k lần lượt nhận các giá trị nguyên cho k bằng không cho k bằng không x bằng không đây là không bây giờ có ai không biết là vị trí góc không là góc nào không đây là không nhá cho k bằng 1 thì ta được bi chia 2. Có ai giờ còn không biết là bi chia 2 chỗ nào không? Hay là may kia không biết là thôi là chết ấy, hay là mất mất gốc lượng giác đấy là chết, để ý vào này. Đây là chiều dương này. Bắt đầu tính từ đây là không này. Thì đây là vg 2 này, các bạn hiểu rồi chứ? Không bi Tiếp tục cho k bằng 3. Dù không cần cho nữa đâu. Nó tiếp tục nó cứ thế mà nó tiến dần như thế này nó được 4 điểm. Cho cho vui mà. Đấy, nó được họ nghiệm trên được biểu diễn bởi 4 điểm chấm trên một đường tròn. Hết vòng thì thôi, à, rất đơn giản. Dễ không? Quá dễ. Thế thôi, có cái gì khó đâu Nhưng mà chưa xong, bây giờ chúng ta phải loại bỏ những cái điểm mà vi phạm điều kiện Đó là b chia 2 cộng mb Nào bây giờ lại lấy một cái cái cái, cái màu khác nhá, để lấy màu vàng đây, màu vàng Bây giờ ai dính vào điều kiện một phát là mình gạch sổ năm tàu luôn Mình gạch x chéo luôn cho thầy, x chéo luôn Thế bây giờ em nhìn vào cái họ điều kiện Và xem, nhìn vào đây, họ điều kiện mới quan trọng này Đó là bi chia 2 cộng mb Cho m bằng 0 đi, M nguyên mà thì chúng ta được bi chia 2. Vi chia là điểm này này. Ờ chết chưa? À. À. Mẹ chết nhá. Tiếp tục. Bây giờ nếu em cho M bằng 1 thì có nghĩa là em từ vị trí bi chia 2 em cộng tiếp thêm cho thầy một gì nhỉ? Một bi. Nếu em cộng tiếp một bi thì em cộng lửa vòng tròn đấy. Như vậy từ vị trí b chia 2 này em cộng tiếp đến đây là nửa vòng tròn nữa ở đây. À. Mày chết chưa? Xong. Nếu bây giờ em cộng tiếp bi nữa em vòng lên đây rồi Như vậy họ điều kiện này chỉ được biểu diễn bởi hai điểm thôi Thế thôi À Như vậy cuối cùng là kết quả sẽ lấy hai điểm này Bây giờ biểu diễn hai điểm này thành một cái họ nghiệm như thế nào đấy Thì cách biểu diễn rất là dễ Đấy chỗ này Thì thầy dạy lại cách biểu diễn hai điểm này nhá Điểm này là không đúng không Điểm này là bi đúng không? Hai điểm này cách đều nhau Em chọn cho thầy điểm nào nhỏ hơn em chọn nhé Thông thường thầy sẽ chọn điểm số 0 điểm nào gần không nhất thì thầy chọn. Như vậy, thầy sẽ biểu diễn họ nghiệm này bởi một trong hai điểm. Đây, nếu mà bạn nào mà theo dõi bài hôm trước phương trình lượng giác tiết 1 của thầy, thầy có nói rõ, đây là trường hợp anh ngồi đây, em ngồi đây, chúng mình xa cách nhau nửa vòng trái trái đất. Vậy khi viết một ngôi nhà chung thì chúng mình chỉ cần chọn một trong hai vị trí anh hoặc em thôi, chọn ai nhỏ hơn, ai gần hơn thì chọn. Vậy chọn không. Và xem chúng mình cách nhau bao nhiêu? Chúng mình cách nhau nửa vòng trái đất nửa vòng trái đất chúng mình chính là K gì? K pi <laughs> có hiểu không nhỉ? Chúng mình cãi nhau nửa vòng trái đất, nửa vòng là pi như vậy kết luận cuối cùng chúng ta bỏ không này đi và đáp án chính xác của thầy trò chúng ta phải là pi <laughs> Vậy sau cãi nhau đáp án thầy ơi, thế này là thế nào với thầy nhỉ? Được chưa? Khó hiểu quá. Sao em giải ra thế này mà bạn khác bạn lại giải ra thế này? Ok bạn chứ? <laughs> Các <laughs> bạn đừng có nghĩ làm như thế này à, là cho 5 điểm về chỗ đấy Cái này nếu chấm đúng chỉ được 5 điểm thôi Tức là mới chỉ hiểu được nửa phần chỗ này thôi Mai kia đừng có thắc mắc tại sao cô làm thế này mà cô vẫn cho 5 điểm nhỉ <laughs> Được chưa? Cẩn thận nhá Như vậy chúng ta không được ghi là thỏa mãn Chúng ta cũng không được ghi Mà loại kem cũng không được ghi Học lượng giác này không được ghi thỏa mãn hay loại Trừ trường hợp nếu họ nghiệm của em và điều kiện biểu diễn khác hẳn nhau thì em ghi thỏa mãn còn bình thường em sẽ phải nói một cái câu xanh dờn đó là đó là kết hợp nghiệm và điều kiện trên đường tròn ta nhận được kết quả sau <laughs> hoặc sau khi kết hợp xong ta được kết quả cuối cùng là <laughs> phải nói nó câu ý em ghi thỏa mãn họ cũng gạch em ghi loại họ cũng gạch <laughs> nhiều khi mình cũng chả hiểu chuyện gì what đang xảy ra <laughs> đến lớp 11 11 nó bắt đầu nó khó cái chỗ ý bạn có hiểu ý của thầy không đó được chưa bạn nhớ chưa nhỉ? Đó, em như vậy thầy dạy lại cho bạn ở chỗ này nhé Cái này nguy hiểm thật đấy, chứ không phải nguy hiểm vừa đâu Nghe có vẻ dễ thôi Rồi, bây giờ cho giải tiếp câu B Thế nên người ta mới sợ lượng giác lớp 11 là thế Đừng có tưởng là ai dạy được lượng giác đâu Đúng giời rồi cứ tìm đỏ mắt chả thấy ai dạy được lượng giác <laughs> Mà có người dạy, đứa bạn thân dạy cho mình xong thì nó cũng nhồi máu cơ tim chết Được <laughs> chưa? <Thì> <laughs> rồi, các em thân mến Với cái phương trình B thì đây là phương trình tích Được chưa? phương trình tích phương trình này chúng ta sẽ tách ra thành từng cái một bằng không là xong thì chúng ta sẽ tách ra nhé thì chúng ta sẽ có là gì nhỉ um, so 3 tăng x cộng căn 3 bằng 0 và 2 sin x trừ 1 bằng 0 đây là hai phương trình cơ bản nên các em có thể suy nhanh ra được tăng x bằng âm căn 3 trên 3 âm căn 3 trên 3 hoặc sin x bằng 1 phần 2 Bây giờ giải cái này thì chúng ta thu được các kết quả như sau. Các em lấy máy tính bấm hộ thầy. Lấy 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 máy nhé, tự 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 bấm tự bấm tự bấm. Tự bấm tự bấm chỗ này. Ai biết bấm rồi. Đó là bấm ship tăng căn 3 trên 3 thì các em sẽ thu được kết quả là gì nhỉ? Tự bấm nhá Được chưa? Chúng ta sẽ được kết quả. Đây này, lấy máy tính ra và bấm chỗ này ai cũng bấm được. Chúng ta sẽ có 5b trên 6 cộng kb. Phương trình sin hôm trước chúng ta học là có mấy họ nghiệm ấy nhỉ? Chúng ta quay trở lại ôn hôm trước đó. Bấm ship sin 1 2 thì các em sẽ có bi chia mấy lên máy tính bấm nhé chỗ này tự luyện tập thôi thì chúng ta sẽ có bi chia 6 thì cho kết quả bi chia 6 cộng k 2 bi nhé sin cốt ở k 2 bi và phương trình sin còn một họ nghiệm nữa đó là bi trừ alpha nữa có nhớ không nhỉ bi trừ bi chia 6 thì là 5 bi chia 6 cộng k 2 bi sẽ đẻ đâu ra mà lắm thế nhỉ đó ba họ nghiệm liền liệu có thực sự ba họ nghiệm này thỏa mãn không Vậy này chúng ta phải để ý đối chiếu với điều kiện chúng ta còn chưa đặt điều kiện mà bài này nếu có điều kiện đi chăng nữa thì thì, thì 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 thì, thực ra chả cần đặt đâu vì cái phương trình này nó là phương trình cơ bản phương trình tăng x bằng âm căn 3 trên 3 ai thích đặt điều kiện thì bài này điều kiện là có x khác không nhưng mà thực ra ấy, thì bài này thì cái điều kiện này nó chả quan trọng lắm vì nó rơi vào phương trình cơ bản này rồi thế thực ra là các họ nghiệm này em ghi là đều thỏa mãn hết đấy thực ra trong trường này thì lại không cần cái <laughs> đây là phương trình cơ bản Phương trình này ta đã tự xác định rồi nên đảm bảo là cốt chắc chắn phải khác không. Em có thay mấy cái số này vào cốt mà xem kiểu gì nó khác không thôi. Chỉ cần thay mấy số này vào mà khác không rồi là thôi. Như vậy bài này chúng ta loại trừ nhanh là ba họ nghiệm này đều thỏa mãn. Đấy nó lại thế đấy. Phương trình dưới nó chả ảnh hưởng lắm về phương trình trên. Khi cốt x khác không thì sin x nó khác cộng trừ 1 cơ mà sin x trong chập này bằng 1/2 như vậy nó thỏa mãn. <laughs> Nhẩm trong đầu nó cũng biết. Thế thì bài này nếu có kết hợp thì em trông thầy kết hợp các họ nghiệm này rất có thể là biết đâu ba họ nghiệm này nó lại trồng chập lại và nó chỉ còn có một hai gì đấy thì sao chưa biết được đâu điều kiện thì đặt cho vui thôi em ghi là cả ba cái đều thỏa mãn rồi nhưng mà bây giờ các em trông thầy vẽ lại đường tròn nhé thầy xóa chỗ này một chút này Các nhìn bảng đi ba họ nghiệm này thực ra không phải là ba đâu có khi nó rút bớt đi đấy em biết cách kết hợp thì về sau em sẽ khoanh được đáp án nhanh nhất là về sau em không bị thừa nghiệm chứ nhỡ về sau người ta có cái bài toán là tìm số nghiệm của phương trình trên một đoạn mà bạn để nhiều nghiệm như thế này coi chừng về sau bạn tìm thừa có nhiều nghiệm bị trùng đấy lúc ý là kể cả có máy tính nữa chả cứu được bạn đâu được chưa tại vì có nhiều câu à, nó, nó nhiều nghiệm quá mà máy tính nó tràn số nó không không tính được các nghiệm thế nên là trong trường này bạn bắt buộc phải biết làm thế bảo này Uhm, biểu diễn 5b chia 6 thì bạn biết là 5b chia 6 là 100 bao nhiêu độ nhỉ? 135 thì phải nhỉ, đúng rồi. Đúng rồi. Mà 150 quên. B chia 6 là 30 5 lần lên là 150. 150 chỗ nào cơ nhỉ? Đây 90, đây 108. Đây 150 90 6 15. Đây đây, đây 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 đây. Ví dụ thế này, điểm này đi. Đấy điểm này. Đây là điểm 5b chia 6 cộng k vi có nghĩa là cộng thêm nửa vòng trái đất nữa. Đây như vậy là biểu diễn xong. À rồi ok. Sau họ thứ nhất nhá. Họ thứ hai chúng ta biểu diễn B chia 6. B chia 6 là 30 độ. Ở đây, B chia 6 đây 30 độ nhá. Có hiểu không nhỉ? Hay là không hiểu gì? Rồi. Cộng K2B có cộng thêm một vòng, một vòng quay về chỗ cũ như vậy thôi, cái này một điểm thôi. Tiếp tục 5B chia 6 cộng KIV. 5B 6 lúc nãy vừa vẽ xong, trùng rồi. 5 v 6 cộng kv trùng rồi xong trùng 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 như vậy họ nghiệm 5 v 6 cộng kv này bị trùng ta bỏ sau đó chúng ta quan sát xem ba cái điểm này nó có cách đều nhau thành một gia đình không nếu chúng không có mối quan hệ gì đặc biệt ta giữ nguyên hai họ nghiệm còn lại như vậy bài này do ba điểm này nó uh, nó không liên quan gì đến nhau lắm thế nên là ta giữ nguyên họ 5 v chia 6 À họ BJ6 và họ 5BJ6 Như vậy chúng ta giữ lại hai họ đầu tiên Và kết luận cuối cùng của thầy trò chúng ta sẽ là X bằng 5BJ6 cộng KB Và họ thứ hai là BJ6 cộng K2B Đây là kết luận cuối cùng Rõ chưa? Chúng ta sẽ chỉ có hai họ nghiệm này thôi Để xem đúng không 5BJ6 KB BJ6 K2B Chính xác không thể sai đâu được 10 điểm về chỗ rồi, bài này tuy rằng ba họ nghiệm đều thỏa mãn nhưng khi kết hợp lại thì cuối cùng là có một điểm để bị trùng rồi. Như vậy là chúng ta ghi nhớ thêm là đây chính là cách kết hợp nghiệm nhé. Ok không? Biết vẽ là làm được bài. Chúng ta chép bài đầy đủ vào đi. Như vậy là chúng ta xong phương trình có chứa tăng. Làm gì có cái nào là trừ pi chia 6 nhỉ? Đáp án đúng rồi nhé, không có chuyện sai được đâu nhé, hãy yên tâm. Thầy bảo này, đây này, một số bạn đang bảo thầy ơi sao lại trừ v chia 6? Thầy bảo này, thực ra ấy, 5 v chia 6 hay là trừ chia 6 là như nhau nhá, như nhau. Cái chỗ này nhiều người viết khác nhau lắm. Thì nó đều ra điểm này thôi. 5 pi chia 6 này, điểm này thầy bảo này, thầy thích thì thầy viết là 5 pi chia 6 em thích vì em viết là điểm này điểm này nếu em đọc theo chiều dương bên này này chiều dương đọc thì là dương 5 vi chia 6 em thích đọc chiều âm thì nó là âm vi chia 6 thì cho dù em có viết kết quả cái chỗ 5 vi chia 6 này này mà em có lỡ viết 5 vi chia 6 hay là em viết trừ vi chia 6 thì đều là như nhau đều 10 điểm về chỗ cả hiểu chưa vì khi biểu diễn hai điểm này thì có dặn dò các em chọn điểm nào cũng được <laughs> không phải là sai đâu không sai được đâu rồi tôi dạy mấy chục năm rồi chưa bao giờ sai nhé hai điểm này nó như nhau cả bạn thích biểu diễn hai điểm này bạn đọc điểm nào làm gốc cũng đều như nhau mà vì theo nguyên tắc thì chả qua là thầy thầy thích thì thầy chọn năm vi sáu em thì em chọn tv vi sáu chả sai được <laughs> đừng có bảo sai nhớ mấy kia thầy làm thế này đừng có... bạn bên cạnh làm thế này xong lại đừng có bảo là gạch bỏ bài đi rồi lại hỏng toay đời đấy được chưa như nhau nhá như nhau vì hai ông này nó cùng thuộc một họ nghiệm lấy ai nó quyền của mình chứ có hiểu không đều đều nửa vòng trái đất cả đúng không đều 10 điểm về chỗ cả không sai ở đâu yên tâm rồi tôi mà còn sai nữa thì ai đúng yên tâm không sai được đâu đừng lo cái chỗ này nó khó nó khó đấy thỉnh thoảng mình chỉ thử tí tí thế thôi thế mà không nhưng mà em thắc mắc trong trường này là đúng vì em mới học đúng chưa mà cái chỗ này cũng rất nhiều người cũng không không thể nào mà giải thích được cho các em đâu em <laughs> có hỏi bạn bên cạnh để bạn chả giải thích được cho em đâu Đó. nếu mà không học cái này đúng rồi khổ quá yên tâm yên tâm nhé được chưa? Trong hai ờ ừ, ok. Lúc nãy thầy có nói với em là chọn điểm nào mà nó gần không nhất đúng không? Nhưng mà chẳng qua điểm này nó hơi âm thì mình chọn điểm dương cũng được. Nhưng mà đúng thế thật, em chọn điểm này nó gần không hơn thật. <laughs> Nhưng mà để hiểu rằng là nếu chọn điểm này nó cũng không sai. <laughs> không sao đâu, không sai được đâu, ai sai ý, bảo thầy. Chưa. Rồi, em thân mến chúng ta chép bài đầy đủ vào đi. Chép bài vào đi. Đúng rồi, thực ra nguyên tắc thầy mà hay làm thì thầy hay chọn cái điểm nào gần không hơn điểm ý thường là nó bé hơn nhưng mà nếu nhỉ thầy bảo này nếu đáp án trắc nghiệm ấy bạn có rơi vào cái nào thì đều khoanh đúng hết cả nhé đáp án trắc nghiệm thì chưa biết là nó rơi chọn cái nào đâu hiểu chưa thì đều đúng hết cả nhé hiểu chưa bây giờ chúng ta sang bốn la mã phương trình chứa cô tăng chỗ này chúng ta sửa nhanh đi một tí là xong cô tăng thực ra đưa về tăng thôi nên cái này cũng không khó lắm cô tăng bằng m cô tăng giá trị của nó cũng không hạn định nó giống tăng cô tang do là cốt trên gì ấy nhỉ? Cô tang là cốt trên sin, nếu thích đặt điều kiện thì sẽ phải là phương trình này phải có điều kiện là sin x khác không. Sin x khác không thì x khác mb, thực ra kb cũng được nhưng mà thôi để tránh nhầm cùng chữ thì mình nên viết mb cho nó khác đi. Có thể bỏ qua được nếu như phương trình đúng dạng này thì thầy cho phép bỏ qua. Chứ đừng có thắc mắc nhá. Rồi, chỗ này chúng ta ghi lấy máy tính bấm. À thế bảo này. Sách giáo khoa thì còn nói với em là đưa về cô tang x bằng cô tang alpha nhưng mà máy tính nó không có nút cô tang. Thế thì khi đưa vào máy tính bạn muốn tìm ra góc alpha thì bạn muốn tìm alpha này bạn bấm cho thầy ship gì ấy nhỉ? Bạn bấm cho thầy ship tan của 1 trên m nhé. Tại vì thầy bảo này. Nếu cô tăng và tăng là nghịch đảo của nhau, nó nhân với nhau bằng 1. Thế nếu mà cô tăng bằng m thì nếu mà m xác định m khác không đi, thầy giả sử m khác không thì tăng lúc ấy nó sẽ bằng 1 trên m. Muốn tìm ra alpha lúc này các em bấm cho thầy ship tăng 1 trên m cũng được nhé. Hiểu không? Nhưng mà thầy bảo này, các em nên viết đúng dạng là cô tăng x bằng cô tăng alpha Nếu mà các em viết Thưa thầy cô tăng x bằng m Em xuống dòng em chuyển phương trình thành Tang x bằng 1 trên m Thì thực ra ấy, thì nó cũng được đấy Nhưng mà nó chỉ đúng về mặt nghiệm thôi Còn về mặt tương đương thì nó không tương đương lắm đâu Vì tang và cô tăng hai cái điều kiện của nó đã khác nhau Hai phương trình để bạn biến đổi đi rồi Cái điều kiện mà khác đi rồi thì chưa chắc đã tương đương Như vậy cái này là bạn chỉ ngầm hiểu trong đầu thôi bạn ngầm hiểu trong đầu Còn bạn cũng không cần phải viết ra đâu một cách tương đối thì cứ cho là nó đúng đi nhưng mà thực ra thì nó không đúng lắm vì cái điều kiện của nó đã thay đổi đi rồi nó khác đấy như vậy cái ý là hiểu tương đối thôi nhé còn nếu mà hiểu đúng thì bạn vẫn cứ bấm thế này cho thầy bạn hiểu chưa đó đúng ra nó phải là như thế này và họ nghiệm không hề thay đổi với các cái chỗ khác ấy, thì bạn ghi cho thầy cô tăng bình thường nhé nếu chơi theo độ đây độ đây độ mi si của em đây nếu em thích thì em độ mi si C vào ok rồi vẫn k 180 nhá vì tăng cô tăng giống nhau kb hoặc k 180 chúng ta có áp cô tăng áp cô tăng bình thường ok bây giờ chúng ta làm bài tập áp dụng luôn ờ, chúng ta sẽ làm bài tập áp dụng luôn ok này thì không cần phải làm nhiều đâu tại vì nó giống tang rồi thì làm làm gì nó lắm nó cũng thế nó khác gì nhau đâu đúng không hai áp dụng Để làm bài tập xem nào a à. cô tăng x bằng không ôi nhầm, thế bảo này riêng trường hợp cô tăng x bằng không thì em mà bấm shift tăng một trên không được thôi em hỏng đấy tại vì một trên không làm gì mà tính được cẩn thận nhé cũng có trường hợp hi hữu đấy cẩn thận Cô tăng 2x bằng trừ 1 Cô tăng của x à, trừ đi à, cộng 10 độ đi cho nó vui bằng 1 trên căn 3 Cô tăng của x bằng x <laughs> trên 2 Chứ 3 Đây số tương tự đây 4 câu Đấy suy nghĩ một tí Không cần làm nhiều Làm thế thôi Đây là một số câu tiêu biểu Chúng ta chữa nhanh nhá Cái này nhanh thôi Yên tâm Xong còn sang phương trình khó hơn Nhìn vào đây Các phương trình này đều có dạng Cô tăng Cô tăng x bằng m Vân vân Thế nên là không cần đặt điều kiện đâu A à, cô ta bằng cốt trên xin cần chuẩn bị lấy máy tính bấm để bảo thầy ơi bây giờ bấm shift tăng 1 trên không rồi thôi chết hỏng đấy riêng trường hợp này thì không bấm kiểu ý được chỉ bấm được trong trường hợp nếu mà mờ trường hợp này là mờ khác không thôi thì trong trường hợp này chúng ta biểu diễn cô tăng là cốt trên xin bằng không thì nếu mà bạn đã đặt điều kiện là xin khác không rồi thì bạn giải luôn cho thầy nên là giữa giải đầy đủ bạn phải ghi thế này đó là xin khác không thì ra đặt cho vui thôi rồi cos x bằng 0. Nhưng các bạn biết không, khi cos x bằng 0 ý, thì sin lúc ấy nó bằng cộng trừ 1 nên điều kiện luôn được thỏa mãn. <laughs> Đặt cho vui. Thì chúng ta giải cos x bằng 0 nhé. Thì chúng ta sẽ có x bằng b chia 2 cộng kv bạn hiểu chưa? ai kết quả đây. Không cần thử lại đâu, đúng rồi. Thử làm gì cho mắc mệt. Nhớ chưa? À, đấy, cẩn thận nhưng có một số trường hợp viết thế này. Hoặc bạn thích thì bạn ghi về cô tăng x bằng cô tăng 0 cũng được À cô tăng bg2 Cách thứ hai bạn viết thế này cũng được Nhưng mà nhiều người hỏi tại sao lại thế thì kệ Chỉ biết thế thôi Cô tăng x bằng cô tăng bg2 Viết thế này cũng được X bằng bg2 cộng kv Ơ ờ, viết thế này vẫn ok Chả sao Đều đúng cả Nhớ chưa Đều đúng cả Không sai đâu mà yên tâm Còn bg2 này ở đâu á Tự viết Đấy chưa cái này tự viết thôi Đấy đây là câu A thầy có nhiều cách trình bày khác lắm. Rất là hay. Nhiều kiểu đủ đều đúng cả. Cô B, cô ta ấy bằng -1. Lấy máy tính nhá thì bảo này, nếu cô tang bằng -1 thì tan của nó bằng 1 chia -1. 1 chia -1 cũng là -1 thôi. Như vậy các bạn sẽ lấy máy tính bấm luôn shift tan -1 thì bạn sẽ được âm B4 thì bạn viết luôn âm pi chia 4 mà bạn cũng chả cần phải giải thích lại nhiều đâu bạn nào thích cẩn thận viết thêm dòng này còn đây thầy làm tắt đi một bước thầy viết luôn thế này hiểu chưa trừ pi chia 4 cộng KB và đến đây chúng ta sẽ có trừ pi chia 8 cộng KB chia 2 và toán kết thúc ở đây rất đơn giản nhanh chưa bây giờ nhanh hơn rồi đấy c cô tăng x cộng 10 độ bằng 1 trên căn 3 bây giờ lấy nghịch đảo của 1 trên căn 3 thì bấm shift tăng căn 3 như vậy nhanh chóng chúng ta có x cộng 10 độ bằng trên này ngẩm nhẩm trong đầu đi ship tăng căn vừa học lúc nãy xong 60 độ học đi học lại không có nhẽ bây giờ mình lại thêm âm vào để cho nó ra 120 nhỉ thôi dương quen rồi giờ chọn âm đau đầu lắm ship tăng can 3 ở 60 độ k 8 đến đây các em tự ghi tương đương nhá x bằng 50 độ 50 độ đúng không ok cộng k 8 ok chỗ này thì nó chả quan trọng lắm rồi chắc chắn nó thỏa mãn rồi không phải lo vào chờ cuối cùng Chiều cuối cùng Ôi, độ mới điếc ở đây này Rồi, rồi D D X trên 2 Bằng, ôi dồi, âm 3 Xấu loi tói này Ác cô tăng, sợ gì Ok, ác cô tăng của âm 3 Cộng ca vi, kệ đó Sau đó đến đây Nhân số 2 lên, nhân đều lên cho thầy Thì bằng hai lần ác cô tăng Chữ ác cô tăng viết thế nào nhỉ Nhiều khi viết cái này không quen hai lần ác cô tang âm 3 cộng k 2 v chỗ này thầy chỉnh một số lỗi cho các em này chỗ này chấm bài gặp nhiều lỗi lắm thứ nhất bảo là nhân hai thì nhân vào đầu thôi chuẩn bị nhân nhân tỏm luôn vào đây trong này thì là áp cô tang âm 6 thôi điên luôn đừng có nhân vào đây nhá xin đừng cộng trừ nhân chia gì nhân vào đầu ấy chứ đừng có nhân vào bên trong này của thầy hai cái này nó chả liên quan cái thứ hai cái căn bệnh thứ hai của các em ấy đó, đó là nhân hai vào đây xong quên không nhân hai vào đây thì là tí nữa vẫn cứ quen là vẫn cứ kb rồi ôi cái căn bệnh thứ hai của các em là suốt ngày nhầm không nhân toàn nhân thiếu làm gần đúng rồi xong toàn nhân thiếu xong gạch bài <laughs> nhiều khi mà hà làm ăn như xít chấm bài thì thấy cái chuyện này gặp thường xuyên <laughs> nhiều khi mà đơn giản nhưng mà toàn nhầm được chưa chỉ có làm nhiều mới có thể quen được như vậy chúng ta đã học xong cái cái này rồi bây giờ để xem có cái câu gì mà nó, nó khó khó về cái cô tang này này ừ, ừ, ừ. À, bài 2 đi xem có khó lắm không khó thì thôi làm cho vui không sao đâu à, thầy bảo này với phương trình cơ bản các em ghi vào vở nào với phương trình nhìn sang đây cô tăng u bằng cô tăng v phương trình tổng quát cô tăng u bằng cô tăng v thì u bằng v cộng KB là chắc chắn rồi nhưng khi giải em chỉ cần đặt điều kiện cho thầy một trong hai người thôi u hoặc v thì đặt điều kiện cho sin u hoặc sin v khác không giả sử em đặt sin u khác không đi thì u khác mb đây phương trình tổng quát thầy có nói với em rồi nhé được chưa hoàn toàn tương tự bạn giải cho thầy một số phương trình sau a à. cô tăng 2x bằng cô tăng x b nhau khó chưa cô tăng 2x nhân cô tăng 3x bằng 1 thôi làm hai câu đi làm nhiều đau đầu lắm rồi làm nhiều đau đầu lắm mấy cái câu này thôi mà nghe nó cũng không dễ lắm đâu. <laughs> nghe có vẻ phương trình lượng giác cơ bản mà nhìn trông nó cũng ghê ghê trái cơ bản đấy là rồi mạnh kia đầu năm học ra lên gặp phương trình này để ăn chuối cả nải <laughs> rồi mai ăn chuối cả nải nào bây giờ ta giải câu a trước nhé câu a đây là phương trình cơ bản ở dạng tổng quát cô tăng u bằng cô tăng v thực ra ấy mà giải đúng ấy. bây giờ mình trình bày nếu mà mình trình bày đúng thì mình nên trình bày theo một hệ mình sẽ có 2x bằng x cộng kp chính là trình bày thế này nó khoa học hơn đặt điều kiện cho một cho hai người thôi đặt bên này đi đặt điều kiện cho sin Thực ra ấy đặt điều kiện cho sin sin x khác không ấy mà thầy viết luôn x khác MB nhé cố mà hiểu chỗ này đơn giản mà k và m thuộc nguyên ok Hiểu chưa? Đó, viết thế này cũng được Phương trình tương đương với cái này Ok, ừ Rồi, đến đây phương trình tương đương tiếp với Em, 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 em để ý Cái điều kiện ở trên thì không có gì X khác mb Do x khác không Thế còn 2x bằng x Cộng mv chuyển với 2x bằng x luôn À, như vậy, trừ x, x bằng Kb Km thuộc nguyên đây cũng không biết cái họ nghiệm này thỏa mãn hay không <laughs> lại phải vẽ ra ơ à, là loại à cái bài này mình nghi ngờ loại thế nhỉ giống giống nhau nào. bài này thì mình nghi loại hết cả lũ rồi nhìn nó biết nhìn bảng nào đầu tiên ta biểu diễn hay nhỉ bài này hai x bằng x chuyển vế sang x bằng kb kb cho k bằng không một điểm k bằng một hai điểm xong tiếp tục x khác mv cho m bằng 0 Ơ thì giai điểm này luôn à, ô bài này hay nhở cho m bằng một Ơ giai điểm này, ô thì loại mất rồi, ô rồi loại <laughs> bài này á bị trùng hết sạch, chả còn ai trên cuộc đời này nữa, ô rồi cuộc đời này bỏ nhau hết đi thế này, ô phương trình này chắc vô nghiệm rồi, ha ha vô nghiệm sợ chưa Vô nghiệm rồi, vô nghiệm rồi Đấy, tưởng như là có nghiệm, vô nghiệm rồi Ơ, ờ, có bao nhiêu thì nó dí cho bằng hết thế này rồi Thì còn ai sống sót trên cuộc đời này nữa Vô nghiệm, vô nghiệm, vô nghiệm Sợ quá, vô nghiệm Đấy, nghe tưởng dễ à Vô nghiệm rồi, nó dí cho bằng sạch rồi Giống nhau thế này, dí cho bằng sạch Chết, chết, chết Đấy, em cứ cẩn thận không, hôm nay kia câu này nó ăn chuối cả nải đấy Lên bảng nga là cô Cô, cô, cô Cô, cô, cô dí phát chết luôn, ấy. ăn chuối cả nải nào, câu B bạn nào có ý tưởng có biết làm được không? Câu B. Câu B, nếu trong một bài mà em thấy có hai cái mà tang nhân tang hoặc là tang nhân cô tang hoặc là hoặc là hai cái bọn cô tang nhân với nhau, em chia một ông xuống nhé. Thế thì thầy bảo này, nếu bài này ai thích đặt điều kiện cẩn thận ấy, thì bài này cô tang 2 và cô tang 3 nó nằm cùng một bên. <laughs> nên nên là bài này mà cẩn thận nhất thì em đặt điều kiện cho thầy đó là cả sina x khác không nhé, cho nó chắc. Đây là đặt cẩn thận đấy Cả sin 3x cũng khác không luôn Nếu thích tách rời như thế này Với điều kiện trên Phương trình đã cho trở thành Chúng ta thử giữ cô tăng 3x lại Thì bên này kem chia xuống đi Kem chia bình thường Em nên nhớ là không có cái công thức mà tăng nhân tăng Với cả cô tăng nhân cô tăng thành cái gì đâu Mai lại bảo thầy ơi nó thành cô tăng của 5x Hay là thành cô tăng 6x bình là thôi điên luôn đấy Công thức lượng giác nó khó lắm Trong chập này nó không có công thức, không có công thức gì ở đây cả Chứ không phải là mai lại thành thấy ơi cô tăng 5x với cô tăng 6x bình điên ấy, không phải đâu. Cái chỗ này chỉ có chia xuống thôi là một chia cho một, 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 một chia cô tăng 2x chắc chia thế này đơn giản nhất rồi. Hay chính là ô kìa. Một chia cô tăng 2x nghịch đảo nó chính là bằng tăng 2x. Ô kìa, thế đến đây phương trình lại hai ẩn tăng cô tăng chúng ta biết xử lý chỗ này chưa chúng ta biết xử lý chỗ này chưa à, hôm trước chúng ta học rồi nếu mà phương trình mà nó có chứa xin cái nọ bằng cốt cái chai ta dùng phụ chéo đúng không thì tăng cái nọ bằng cô tăng cái chai ta cũng dùng phụ chéo luôn như vậy thấy quyết định là mình, mình 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 đưa tất cả về cô tăng cũng được hay là tăng đều ok ok cô tăng 3 bằng um, cô tăng của B chia 2 trừ đi chính nó Đây người ta gọi là phụ chéo Đúng không? Cô tăng alpha thì bằng tăng của B chia alpha À B chữ 2 trừ alpha mà Thì đây chúng ta sẽ có 3X bằng B chia 2 trừ 2X Cộng KB thôi Đến đây chúng ta có 5X đúng không? Làm từ từ thôi các bạn không thể nghẹn Chia 5 xuống B chia 10 cộng KB chia 5 Ôi sao cái góc này nó bé thế nhỉ? Cái góc bé như thế này thì biểu diễn kiểu quái quỷ gì Nhiều khi ấy, mà cũng đau đầu <laughs> Trong chỗ này không biết được thỏa mãn hay không Vẽ hình ra Eo nhưng mà bé thế này vẽ thấy làm sao được Thế bảo này Có một số trường hợp nhé Mà cái góc ấy của em ấy Mà nó bé tí bé tẹo thế này Thực ra thì mình thích thì mình vẽ thôi Nhưng mình cũng không cố tình vẽ được Những trường hợp mà góc bé quá mà khi biểu diễn ấy, Không không vẽ được đâu nhiều khi, Đây này góc này, này góc quá xấu góc này xấu Khi biểu diễn nó hơi khó Bây giờ biết được bi chia 10 là chỗ nào? Được chưa? Nhiều khi mà nó gặp những cái trường hợp mà góc nó bé tí, bé tẹo hoặc là xấu này à, Thì các em có một cách khác nữa là không chưa chắc đã vẽ đường tròn Mà các em thay thử trực tiếp Thay trực tiếp nhé, thầy dặn này, thầy chỉ hướng dẫn chỗ này thôi, thầy không làm đâu Em có thể thay trực tiếp cái bi chia 10 cộng k bi chia 5 này em bỏ tỏm vào cái chỗ sin 2x và sin 3x này này Nếu em lấy máy tính em bấm ra mà nó khác không ấy Em hiểu không? thì nó thỏa mãn nó phải thỏa mãn cả hai nhé nếu mà đã thích thử thì thử cả hai cho chắc thế bây giờ bạn lấy máy tính bạn bấm nhá xin hai lần mở ngoặc ra b chia 10 cộng k b chia năm cho k một số bất kỳ cho k bằng không luôn đi nếu bạn cho k bằng không bạn bỏ luôn cái đuôi này đi thì thầy chắc chắn với bạn rằng là xin của 2 b chia 10 ôi chắc chắn khác không và xin của 3 b chia 10 ôi cũng khác không luôn hiểu không Ờ, để chắc ăn hơn nữa ngoài việc bạn thay k bằng không bạn tiếp tục có thể thay k bằng cộng trừ một bạn chỉ cần thử hai giá trị thôi là đủ chẵn hoặc lẻ thôi à chẵn và lẻ thôi còn các trường hợp khác thì nó giống nhau lắm đấy đấy là một cách thay thử nữa nhưng cái việc thay thử ấy bạn cũng không nhất thiết phải trình bày vào vở vì trình bày dài thêm trả được thêm điểm bạn chỉ cần nói là họ nghiệm này đã kiểm tra rồi thấy rằng thỏa mãn điều kiện còn thỏa mãn thế nào kệ okay, không quan tâm nhiều khi mà bạn trình bày vào nhớ mấy kia về sau chỗ này năm bảy họ nghiệm bạn ngồi bạn thay từng cái thế thì vở của bạn lên dè cộp mấy trăm trang mất thế nên là đôi khi bạn làm được nhưng bạn phải nói dấu dấu đi bạn cứ bảo là đã thay rồi và đã kiểm chứng thấy thỏa mãn còn thỏa mãn thế nào cháu không biết được chưa còn vẽ hay không ấy việc vẽ đường tròn hay không không nhất thiết phải thể hiện vào trong vở việc mình chỉ cần kết luận được cuối cùng là cái gì cuối cùng thôi câu trả lời cuối cùng là gì thôi còn cái việc vẽ không vào trong này thì thực ra thì người ta cũng không 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 quan trọng để ý cái này lắm bạn hiểu chưa? Anh trong trường này nhá, bạn không nhất thiết phải vẽ. Vẽ nó cũng khó chứ không phải vẽ mà dễ đâu. Trường hợp này không phải là dễ vẽ đâu. Hiểu chưa nhỉ? Các bạn hiểu chưa? Có nhiều khi mà bạn sẽ phải thay thử trực tiếp vào điều kiện. Các em xem có gì thắc mắc không? Sợ không? Đấy, nó lại bắt đầu nó lại khác đi rồi đấy. <laughs> có trường hợp thì vẽ mà có trường hợp lại không vẽ thế mới khổ. Hơn. Có nhiều phương pháp loại nghiệm lắm chứ không phải là có mỗi một cái phương pháp vẽ đường tròn nhưng mà chúng ta chỉ vẽ đường tròn trong trường hợp nghiệm nó đẹp đẹp nó đều nhau thôi. <laughs> Khó như là gì tưởng dễ à? à? Các bạn xem kỹ lại điều kiện cho thầy đi. Vừa rồi là thầy chỉ nói uh, thay thử thôi nhưng mà thầy chưa lấy máy tính bấm, có khi các em phải lấy máy tính bấm ra hẳn để em mới biết được là bao nhiêu. Em em bấm thử lại hộ thầy xem có cái ông nào loại không? Có sao ấy? Bấm thử đi Có đấy thì chết rồi Có một chuyện hi hữu đã xảy ra Đó là khi mà các em thay thử ấy, K bằng một số nào đó Có một trường hợp là nó bị trùng nó ra bằng không đấy Có đấy Chết chưa Đấy cái chuyện ý này cũng có thể xảy ra đấy Thế thì bây giờ mình sẽ phải trình bày như thế nào Chứ mình không trình bày vòng tròn ra em xem kỹ đi chúng ta nhớ thay cho thầy xin nhắc lại nhé thầy chúng ta thay hai giá trị k nhé một cái chẵn một cái lẻ đi nếu mà cái nào mà nó đã thỏa mãn rồi thì thầy cho phép các em có thể uh, bỏ qua được chưa thế này thầy ơi k bằng hai bị loại <laughs> biết nghe mà đấy bắt đầu chết rồi chết rồi chết rồi Đấy, đây là một cái chỗ khó Như vậy Bài này Chúng ta kết luận nếu đây thực sự là họ nghiệm Thì tí nữa bạn phải giải điều kiện Giải nghiệm khác điều kiện Giả sử nhé Nói thế nào cho học sinh hiểu chỗ này nhỉ Đấy, giờ mới chết người này Rồi, nếu mà bạn thích cẩn thận chỗ này Thì bạn phải giải ra chỗ này là 2x Khác mb 2x khác mb 3x cũng khác mb Như vậy là x khác mb chia 2 Eo, chỗ này bắt đầu khó x khác mb chia 3 Bây giờ vẽ thử đường tròn ra xem hai cái ông này nó có phải là một không Eo, khó chưa, từ từ xem nào x khác mb chia 2 1 này 2 này 3, 4 này MB chia 3 1 này 2 3 Ơ, trùng này 4 này 5, 6 điểm tất cả Eo, khó chưa Rồi, bây giờ bạn phải biểu diễn Eo, chỗ này khó lắm, được chưa Không dễ đâu, được chưa Chỗ này khó lắm Không có gì tên là dễ ở đây cả Chỗ này à nhiều khi mà người ta giải mình cũng chả hiểu gì. <laughs> người ta giải mình cũng không hiểu gì. <laughs> mình sẽ trình bày như sau. Nào, uh, x khác uh, hai chữ khác nhau đi. m thì đây là l đi. Chỗ này l đi, nhiều khi lằng nhằng lắm. Em mà lên bản được câu này chắc 10. Đấy. <laughs> Rồi, em giải cho thầy nhé. Để thỏa mãn điều kiện này ta chỉ cần giải điều kiện, Để người ta gọi là giải phương trình vô định nghiệm nguyên. bi chia 10 cộng k bi chia 5 sẽ phải khác Giải cái này này Khác mb chia 2 Và b chia 10 Cộng kb chia 5 <laughs> Sợ quá Khác lb chia 3 Bạn hiểu ý của thầy không? Rồi Sau đó bạn sẽ giải ra được là k nó khác cái gì theo m ấy Bạn tự giải ra nhé Bạn sẽ giải được phương trình vô định này ra ngay Đó là k sẽ phải khác Xk khác cái gì theo l đấy và k khác cái gì theo m ấy. như vậy muốn cái ông này là nghiệp thì cái k này này phải thỏa mãn là khác mấy m chỗ này này và k phải thỏa mãn khác mấy l chỗ này đấy em phải ghi kèm thêm điều kiện này vào đây thì mới được coi là thỏa mãn tại vì nhá chỉ trừ trường hợp mà khi em thay k cả chẵn cả lẻ em thay rồi mà em thấy nó thỏa mãn cả hai điều kiện hết đấy không có trường hợp nào nó ra bằng không thì em tự tin ôm đáp án là đúng em đi về nhưng có trường hợp thay lẻ vào rồi thì thỏa mãn đến khi thay chẵn vào rồi thấy thấy ra bằng không đó ví dụ như thế vân vân và mây mây ví dụ một số bạn đang bảo là thưa thầy mình thay k bằng hai vào gì đó là mình cảm thấy nó bị loại đúng không đấy k bằng hai hay là gì gì đấy tóm lại là thay k bằng gì đó vào là mình thấy nó bị sai Thế thì mình phải ghi kèm theo điều kiện bổ sung đó là lúc ấy K phải tránh một số cái giá trị đặc biệt đi ra Đó là K khác mấy M ấy này Hoặc là K khác mấy L Đấy, cái này là đặc trưng bài này nếu có rơi vào thì nó rơi vào tự luận Đó và bạn phải bổ sung thêm vào cái này đấy thầy chỉ chú ý thêm chưa còn cái việc mà giải ra K khác mấy thì chỗ này thì dễ vì bạn thôi không có gì khó cả hiểu chưa thế đây người ta gọi là phương pháp loại nghiệm bằng việc giải phương trình vô định nghiệm nguyên cho nghiệm khác điều kiện ghi kèm theo điều kiện này Chứ vẽ cũng chưa chắc đã vẽ được đâu, không dễ đâu. Như vậy đối với những cái bạn nào mà học cơ bản không thôi, thì nếu như thấy cô giáo mà không quá yêu cầu bắt bẻ thì em có thể dừng ở đây. Nhưng đấy là trên phương diện là tự luận thôi nhé. Còn nếu mà trắc nghiệm về sau ấy, đáp án của nó nó sẽ còn phải kèm theo lằng nhằng một số thứ đằng sau. Còn nhiều khi bạn đọc bạn không hiểu là nó có thêm cái này làm gì, hoặc là bạn giải rất một kiểu nhưng mà đáp án trắc nghiệm sau khi kết hợp xong nó lại ra một cái kiểu khác thì bạn lại cứ nghĩ là mình giải sai. Không đâu, thực ra thì nó 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 vẫn đúng. Đó. Thế nên những cái bài mà có điều kiện đặc biệt này. Thì đây người ta gọi là phương pháp loại nghiệm bằng giải phương trình vô định nghiệm nguyên Ủi khó lắm ý Nên đây là chỉ thầy mới chỉ giới thiệu của gọi là xương xương thế này thôi đã Làm nhiều bài mới, 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 quen được Chứ, chứ không nó nó không thể nói một phát mà 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 mà, mà hiểu được ngay luôn đâu Ôi rồi, hiểu được ngay thì có tài thánh được chưa có mà tài thánh <laughs> thế thì nó lại có mà tài thánh được chưa à, ghi vở đi đấy là một số cái mà thầy nói trước cho chúng ta hiểu được rằng là phải làm như thế <laughs> rồi nha, xóa bảng. <laughs> như vậy là chúng ta đã học xong phương trình có chứa cô tăng nhớ là những phương trình mà liên quan đến có điều kiện bao giờ cũng sẽ khó hơn mình nghĩ đấy thầy cô mà không bắt bẻ bạn nào mà học yếu ấy thì chỉ cần ra được kết quả thôi là thầy cô ra rồi nhưng mà nhưng mà cũng coi chừng ấy, như bạn nào mà học mà ở mức độ mà khá hơn một chút ấy được chưa thì các em phải giải ra hẳn kết quả cuối cùng cơ được chưa cái đấy là cái khó được chưa <laughs> xóa nhá Bây giờ thầy sẽ chiếu cho chúng ta một số cái bài tập khác nữa <laughs> Sợ nhỉ, sợ không? Thầy cứ dạy trước cho như thế còn biết đường mà sợ <laughs> Được chưa? Biết đường mà sợ <laughs> Các nhìn đến bảng nhé Nhìn bảng nào Mấy giờ rồi nhỉ? Ôi, thầy sẽ chiếu nhanh cho chúng ta một số cái bài tập ở dạng mức độ nó khác đi một chút nhé cái máy chiếu đâu rồi nhỉ? Đấy Sau đây thầy sẽ giới thiệu thêm cho chúng ta một số cái phương trình ở mức độ mà nó nó hay và nó khó hơn một tí Để minh họa cho cái phương pháp đó là cái phương pháp loại nghiệm Cái queo của mình đâu rồi Các em nhìn vào Thầy bảo này Một số bài tập này thầy cho nhưng mà chỉ để luyện tập lại hôm trước thôi Thì tí nữa phần này em coi như bài tập về nhà mà làm Được không? Tức là đây coi như một số cái bài tập về nhà Bài nào dễ thì về nhà làm Thí dụ như là bài 1 Mấy cái phương trình cơ bản này thì là ôn lại hôm trước Đây là phương trình ẩn xin Về làm nhé Ở đây thầy chiếu qua trước đáp án cho mình Để về nhà mình làm xong thì mình so Chứ cái này dễ rồi, cái này hôm trước vừa học hết rồi Thế là xong, thầy chiếu nhanh qua đáp án thôi Đây là kết quả bạn, Các bạn làm xong, tí nữa các bạn cắt lại màn hình rồi các bạn so sánh kết quả Coi như luyện tập Đây là câu A Câu B Chỗ này thầy không có thời gian nhắc lại nhiều Vì đây đây là chỉ là bài tập coi như của hôm trước Và cuối cùng là câu C Chỗ này thầy xin phép là thầy nhắc lại nhá Cái này là về tự làm để so kết quả Thì bây giờ chúng ta sẽ làm cho thầy bài số 2 đi cái này là tự làm được này, ok ừ, ừ. Cái này nghe nguy hiểm hơn tí này Thỉnh thoảng có một số cái dạng mà nó không cơ bản lắm ấy, làm cho vui Biết đâu về sao về này tăng thêm điểm 90 hay sao Được chưa? Thầy thì không yêu cầu làm nhiều nhưng mà làm vài câu cho biết Đúng không? Mở rộng thêm mình phải có cả cơ bản cả nâng cao chứ Thế nhiều bạn bắt đầu thấy lạ lạ thưa thầy Cái gì đây sao định bi x, căn x là cái khỉ gió gì thế này <laughs> Bắt đầu thấy hoang mang <laughs> không dễ giải đâu các okay? em, đừng nghĩ là dễ quá. Rồi, nào, thầy bắt đầu thì hướng dẫn cái bài này một tí nhé, bài này thầy uh, uh, nghĩ là để ý thêm một cận, cũng vui. Nào, uh, bài này cho hai cái phương trình có chứa ẩn cốt, trong này có chứa BX Thì trong trường hợp này bạn hiểu rằng cái bi mà nó nhân với hệ số x này này, bạn đừng <laughs> hiểu, bạn đừng hiểu là 180 độ nhé, mà bạn cứ hiểu rằng cho thầy nó là bi được giống như kiểu 3,14 đi đúng không? Hiểu không nhỉ? cứ cho là ra đi ăn nhưng mà trong trường này bạn cứ hiểu là 3,14 đi có trái chết đâu có hiểu ý có thầy không đó nhớ nhớ nhiều khi mà trông gài gài vào để lừa lừa mà mình cũng không hiểu bi này mình cứ coi như là 3,14 đi mà làm thế mình làm câu a trước với phương trình cốt hôm trước chúng ta vừa học rồi chúng ta có cốt có hai nghiệm đối các em bấm ship cốt căn 3 trên hai thì các em sẽ thu được cộng trừ đó là bi chia 6 cộng k bi đây là kiến thức bài hôm trước bi chia cộng trừ bi chia 6 cộng k bi. Thì đến đây nhá, em chia tất cả cho bi chả sao. Đấy, khi em chia tất cả cho bi thì mất mặt bi. Như vậy bi bay hết rồi, bi lăn hết rồi, như vậy lăn hết bi rồi. Như vậy chúng ta còn cộng trừ 1/6 cộng 2k kệ nó. Nó viết thế này đấy. K là số nguyên. Nhớ chưa? Đó, chuyện này là bình thường. Cứ đúng phương pháp mà làm thì nó cũng chả sai đi đâu cả. Nhớ. Đó, hiểu rồi nhá. Nhiều khi mà tưởng khó thì thực ra rất dễ. V B. B căn x bằng 1 Chúng ta bấm hôm trước học phương trình chứa ẩn cốt Bấm ship cốt 1 Thì chúng ta có K2B 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 Ship cốt 1 chúng ta có 0 cộng K2B Nhưng tại sao trong trường này thầy lại không viết là K thuộc nguyên Mà lại là K thuộc số tự nhiên Trông vào đây Ta để ý x trong này của em Nó trong căn X của em không thể là số âm Do x không thể là số âm Thế thì vế bên phải này cũng sẽ phải là số Cũng không âm được Mà muốn bên này không là số âm thì k của em không phải là số nguyên được Bên này k là số tự nhiên K không âm được, âm thì chết luôn, không được Thế nên là trong trường này k trong trường này Là số tự nhiên Các em chia bi xuống Chia bi xuống Rồi các em bình phương hay vế lên Các em được x bằng 4k bình Với k là số tự nhiên Bình thường dễ hiểu đúng không? Rất đơn giản, bình phương hay vế thôi đúng không như trong chụp này can là số tự nhiên không phải là số nguyên đâu nhé rõ rồi chứ đó đây là thầy giới thiệu thêm cho chúng ta hiểu thêm một số phương trình hơi đặc biệt một chút nào xong phương trình này rồi nhá thầy bảo này một số phương trình này cũng về nhà mà luyện tập thử tự làm đi bài ba này thì về nhà mà làm bài này thầy cho về luyện tập mà làm cái này tự cắt màn hình vào tí nữa làm nhé câu a quá dễ cái để luyện tập thôi nhưng mà về nhà làm coi như các màn hình mà học à, câu b chia hai trường hợp ra khai căn ra quá dễ cũng làm được luôn ok làm cho vui và cuối cùng là câu c câu c gợi ý một tí à, theo như công thức hằng thức cơ bản thì một trên cốt bình thì nó là một cộng tang bình một trên cốt bình công thức lượng giác là một cộng tang bình đến đây các em thu gọn đi thì nó cũng sẽ thu được có một ẩn tang thôi. Nhìn vào đây. Và đến đây chúng ta giải tăng bình bằng 1 thì <laughs> cũng dễ thôi, này cũng quy về phương trình cơ bản đấy mà. Đấy thì thầy cho kết quả, các em về luyện tập nhé Đấy, hiểu chưa? Đây là phương trình cơ bản, không có gì khó, luyện tập cho vui. Bài 4. <laughs> Bài 4 thì nói nhanh qua một tí nhá. Bài 4 này, nhìn trông vào đây. Đấy à. Bây giờ bài này thì thầy để ý hơn một tí không là nhằn quá Sin cộng cốt tan cộng cô tan Hôm trước ấy nếu các em để ý thì thầy đã hướng dẫn các em một số cái bài mà dùng công thức tổng thành tích rồi Đó là cái bài cốt cộng cốt bằng hai cốt cốt này Cốt trừ cốt bằng trừ 2 sin sin này Sin cộng sin bằng hai sin cốt Và sin trừ sin bằng hai cốt sin Nếu gặp các dạng đó các em đưa về dạng tích rồi giải từng cái một bằng không là xong nhưng trong những trường hợp nếu nó chứa hai ẩn mà nó lại vừa sin cốt hoặc vừa tan cô tan thì nó giống cái bài lúc nãy thầy vừa hướng dẫn Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng phụ chéo Nhưng mà các góc ở đây hơi xấu Nhìn cho cẩn thận nhá Chỗ này nó sẽ gây chóng mặt cho nhiều người đấy Nào, thế cách giải thực ra khá là dễ Chúng ta không dùng công thức gì được chúng Ngoài phụ chéo thôi Chỉ dùng phụ chéo được thôi Chứ làm gì có công thức gì là xin cộng cốt ở đây Chúng ta bước 1 Ta em chuyển cốt sang thì dấu trừ Cách xử lý dấu trừ hôm trước thầy còn nói với em rồi nếu mà mình lỡ không đưa được về tổng thành tích ấy, Thì bạn muốn xử lý dấu trừ Bạn đừng có đưa dấu trừ vào trong nhé các bạn đưa dấu trừ vào trong này các bạn sai hết Dấu trừ của sin còn đưa được Dấu trừ của cốt bạn phải dùng công thức hơn kém bi Bạn có thể sử dụng công thức cho thầy lầm Thì bạn phải dùng công thức hơn kém bi nhé Tức là bạn muốn xử lý được dấu trừ chỗ này Bạn sẽ tự lấy góc bên trong này Bạn cộng hoặc là trừ thêm một bi cũng được Đó Sau đó bạn cộng hoặc trừ thêm một bi xong rồi Sau đó bạn lại tiếp tục Bạn lấy... Uh bi chia hai trừ đi chính nó <laughs> thôi chỗ này phải giải thích từ từ Ở chỗ này nhiều khi không hiểu <laughs> trừ cốt alpha thì có thể ghi thành cốt của bi trừ alpha hoặc là alpha trừ bi cộng trừ bi như nhau cả sau đó tiếp tục áp dụng công thức sau bây giờ lại đổi tiếp sang sin thì chúng ta lấy bi chia 2 trừ đi cả đống này như vậy trừ đi cả b rồi cộng alpha sợ chưa và kết quả sẽ tự nhiên trở thành sin của alpha trừ b chia 2 thế thì alpha là 2x cộng b chia 3 b chia 3 mà trừ đi b chia 2 thì nó sẽ ra là trừ b chia 6 <laughs> đấy kiểu như thế chỗ này phải trải qua một số bước biến đổi xử lý dấu trừ của cốt này à, và góc bù đúng không góc bù thì cốt nó sẽ bị mất dấu trừ và đến đây dùng góc phụ chéo khó quá nhỉ đấy không khó đâu bạn nào thuộc lý thuyết rồi chỗ này rất dễ lấy bi 2 trừ chính nó đổi dấu đi nó ra cái này đấy bạn hiểu tại sao lại phải đổi sang được sang sin này này chưa đó cái chỗ này là một chỗ cần phải học đấy <laughs> sợ không rồi như vậy alpha của thầy trong trường này đóng vai trò là cả cái ngoặc này các bạn tính toán thì bạn sẽ ra được là trừ 6 ừ, chỗ này hiểu rồi hiểu nhỉ à, rồi cái chỗ này là một cái chỗ cần học và biến đổi cho thành thạo Vì nó khó Đến đây phương trình quá cơ bản Thôi không phải giải nữa Cũng biết rồi Thôi nhá Đến đây phương trình xin bằng xin thôi, Thầy xin phép Thầy chỉ nói cái chỗ chính thôi Cái chỗ này về sau hay gặp Đây là kết quả cuối cùng của chúng ta em nó rõ chưa nhỉ Việc kiểm tra kết quả không hề khó với các em Vì các em lớn rồi Câu B Ô Tàng, Cô Tăng cũng xử lý tương tự như thế Nhưng chuyển vế thì cô tang được phép nhét dấu trừ vào trong chỉ trừ mỗi duy nhất bạch cốt tinh nguy hiểm thôi là nó không ăn được dấu trừ nó đẩy vào trong được cái <laughs> còn tang thì cô tang thì cứ đẩy dấu trừ thoải mái à như vậy các bạn có thể đẩy dấu trừ vào trong chỗ này cẩn thận nhé sao cẩn thận có thể nhầm đấy đẩy dấu trừ vào trong hoặc là bạn đổi cô tang thành tang trước cũng được bạn lấy bi chi trừ đi cả đống này đổi cô tang thì hoàn toàn tương tự bạn dùng công thức sau Cô tăng alpha thì tăng của b chi 2 trừ alpha Sau đó tí nữa Sử dụng tiếp một cái công thức nào đó nữa Thì dấu trừ đẩy vào trong đúng không? Đúng không? Và đẩy ra ngoài thì nó Rồi sử dụng một công thức nữa đó là Tăng của trừ tăng alpha Thì bằng tăng của trừ alpha Đây Dấu trừ thì cái này được phép đẩy vào trong Các bạn ghi nhớ nhé Đây đổi sang tăng được Như vậy bạn sẽ được kết quả giống thầy Các bạn xem xem đúng không? rồi thì đến đây giải phương trình quá cơ bản thì bạn có thể tự kết luận cho thầy thế bảo này chỗ này giải ra xong cũng phải cẩn thận đấy chỗ này thầy giải ra là chữ k nhưng sau khi kết hợp với điều kiện xong thì thầy sẽ thu được kết quả cuối cùng là chữ n chỗ này là có được nhờ vào việc à, đã xét điều kiện rồi thì chỗ này thầy sẽ để phần cho các em xem tại sao giải xong cái này chữ k xong tí nữa thầy lại chuyển đến chữ n tại vì thông thường nhé họ nghiệm sơ cấp ban đầu sau khi kết hợp với điều kiện xong thì sẽ thu được họ nghiệm cuối cùng mà họ nghiệm cuối cùng thì thầy hay lấy một cái chữ khác đi hiểu không thế sẽ lấy một cái chữ khác đi lấy một chữ khác đi thế nên chỗ này các em phải lưu ý là giải xong em tự đặt cho thầy điều kiện bây giờ thử tự về nhà xem đặt điều kiện được không <laughs> điều kiện chỗ này không dễ đâu Ôi rồi không dễ tí nào nhớ chưa đặt điều kiện thì thầy tự cho cái chỗ này coi như là về nhà tự đặt điều kiện cho thầy nhé để hiểu là tại sao thầy lại ra được kết quả cuối cùng như thế kia rất có thể kết quả của thầy sẽ không giải ra giống em đâu được chưa là ra là do là mình đã kết hợp đi rồi đấy mình thích thì mình lấy chữ khác nhé thì cái chỗ này thầy cho các em về coi như là bài tập tự nghiên cứu và tìm hiểu để làm thế nào ra được kết quả giống của thầy là được à, phương trình này hoàn toàn tương tự như bài này thầy cho tương tự về nhà giải em nhưng mà cái này khó có hiểu được không ấy đây toàn là phương trình khó thôi hơi khó thôi Thôi, người bạn nào chăm chỉ chịu khó cố lắng nghe nghe tiếp Thầy sẽ gợi ý một số phương trình hơi khó Đó là lượng giác trồng vào trong lượng giác Đây cũng là một trong những cái hơi ghê mà về sau Nếu bạn nào thích điểm cao Chẳng hạn nếu thầy cô cho vào Thì em phải chú ý Có những cái bài toán nhé Mà bên trong xin cốt nó lại chứa lượng giác luôn <laughs> Cái này là một cái mà Nhiều bạn cũng không tưởng tượng được là Sao nó lại có ở trong 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 phần bài tập thầy nhỉ Em nhớ sách giáo khoa không có Đúng không? nhưng mà uh, mình hơi nâng cao hơn một chút thì mình thích thì mình phải học đến cái này. Đấy thì chỗ này sẽ nghe thầy giải thích các bài này nhá. Nào. Sin của bi cos x bằng 1, lượng giác tức là cái cos x này này, đóng vai trò đó là góc ở trong lượng giác luôn. Nó đóng vai trò nó là một hàm số nhưng người ta gọi là hàm chồng hàm luôn trong ý luôn. Thế thì chúng ta cứ giải bóc từng lớp từ từ một, ta sẽ thấy như thế này. Bước 1, chúng ta giải phương trình coi như giải phương trình sin x bằng 1 đi thì chúng ta sẽ có bi cos x sẽ phải bằng B trên 2 cộng K2 B Đây là chắc chắn rồi Một họ nghiệm duy nhất thôi Sau đó chia đều tất cả cho B Được không? Chia được Mình phải chia B cứ coi như 3,14 Thì cốt x bằng 1 phần 2 cộng 2K Trong đó K là nguyên Nhiều bạn đã bắt đầu Thầy ạ à, Sao cái chỗ này nó lại 1 phần 2 Em tưởng nó thế này thôi em còn giải được Sao bây giờ nó lại tiếp tục nó lại còn cộng 2K này Để em biết nó là cái gì Các bạn nên hiểu rằng 1 phần 2 cộng 2K của bạn cũng chỉ là một hàng, hàng số K nó là một số nguyên Thế thì 1 phần 2 cộng 2K là một số nguyên Nhưng muốn phương trình này có nghiệm được Bạn sẽ phải đặt điều kiện có nghiệm cho nó Mà điều kiện có nghiệm thì trị tuyệt đối của cái ông bên phải Phải bé hơn hoặc bằng một thì mới giải tiếp được Chứ không phải là tự nhiên Thầy ơi hay là mình đến đây mình dùng ác cốt được không? Ờ, thực ra thì đúng là ác cốt thật Nhưng phải đặt điều kiện để cho nó có nghiệm đã thì muốn có nghiệm được bạn phải đặt điều kiện cho về bên phải là bé hơn chỉ đối của đoạn bé bằng 1 Mà sau đó bạn giải cái này ra bạn sẽ chặn được giá trị ca nguyên nào mà thỏa mãn cái này Bạn phải tự biết giải chỗ này Chỗ này chúng ta sẽ sử dụng lý thuyết cơ bản đó là em có thể bình phương hay vế hoặc em có thể giải theo nguyên tắc sau đó là trị tuyệt đối của A nhỏ hơn hoặc bằng một thế này thì A sẽ nằm giữa trừ 1 đến 1. Đây là một chỗ hơi khó. Kiến thức thì dễ nhưng mà chỗ này hơi khó Đặt điều kiện này để cho nó có nghiệm Thì em giải cho thầy 1 phần 2 cộng 2k sẽ phải nằm giữa trong đoạn trừ 1 đến 1 Em xem mà xem chặn số giá trị k nguyên cho thầy Thì chỉ có một giá trị k duy nhất bằng 0 là thỏa mãn Nếu bây giờ em lắp k bằng 1 vào đây em thấy loại ngay Em lắp k bằng 2 vào đây em thấy loại ngay Thông thường thầy chỉ cần thử từ 0 này cộng trừ 1 cộng trừ 2 là thầy đã thấy thỏa mãn. Như vậy bài này chặn được một giá trị ca nguyên duy nhất thỏa mãn. Và đến đây chúng ta được phương trình là 1/2 đến đây quay về phương trình cơ bản. Như vậy, cái chỗ này chúng ta phải ép cho phương trình có nghiệm thì lúc đó ta chặn được những giá trị ca nguyên nào. Kỹ năng này rất quan trọng các em nhá. Được chưa? Chứ không phải là không biết gì đâu, chứ không biết gì không làm được bài đâu. Đấy, đến đây thì bài bài toán nó lại dễ rồi. Các bạn hiểu ý của những bài này chưa nhỉ? Đó, đó là phải chặn giá trị ca thỏa mãn. Cái này không quá khó rất dễ hiểu B Thầy giới thiệu cho như thế Bây giờ hoàn toàn tương tự câu A bạn có thể giải được câu B Chúng ta bấm shift code 1 thì có một nghiệm duy nhất thì 9 sin x của bạn sẽ phải bằng k 2 b Đây là phương trình cơ bản Đây là phương trình cơ bản Sau đó bạn chia 9 xuống thì bạn sẽ có k 2 b chia 9 Nhưng muốn phương trình này có nghiệm bạn phải ép cho k 2 b trên 9 này Chỉ đối của nó bé bằng 1 bạn giải tương tự cái trong này từ trừ 1 đến 1 Theo như lời thầy đã hướng dẫn hôm trước Thì bạn sẽ chặn được giá trị 3 giá trị K Bạn có thể thử Nếu K bằng 0 là thỏa mãn K bằng 1 vẫn thỏa mãn K bằng 1 mà thỏa mãn thì K bằng trừ 1 cũng sẽ thỏa mãn Tại vì 2 B là 3,14 3 x 2 bằng 6 6 phần 9 nhỏ hơn 1 Bây giờ bạn chỉ cần cho K bằng 3 cái là thôi nó hỏng Nó không thỏa mãn nữa Như vậy là bài này chúng ta chặn được 3 giá trị K Đó là 0 và cộng trừ 1 từ đây, chúng ta sẽ giải được ba phương trình kéo theo ba phương trình kéo theo đó là k bằng trừ một k bằng một và k bằng 0. với k bằng một à k trừ một em cẩn thận nhé nhiều bạn lại bảo thưa thầy sao nó lại trừ hai vi trên chín em tưởng mọi khi nhé cái hai vi trên chín này nó nằm ở trong góc lượng giác cơ mà mọi khi chỗ này nó hay là một cái hằng số đẹp cơ nhưng trong trường này bi mình cứ hiểu ba phẩy bốn đi thì mình cứ hiểu rằng là cái số này là một cái số nó hơi lẻ đi không sao cả chúng ta sử dụng ác ax gì? Ác xin. Chúng ta có ác xin và bi trừ ác xin là chuyện bình thường. Như vậy, đây là trường hợp K bằng 1. Chứ mai kia nhá, cấm kỵ đi thi nhiều bạn nhầm lẫn vào thưa thầy hay là x bằng luôn trừ 2 bi trên 9 là các em lại đang bị nhầm. Trong trường hợp này, cái bi này lại đóng vai trò là hằng số. Hiểu không nhỉ? À, đấy, cái chỗ này là dễ gây ngộ nhận cho nhiều người. Nên để viết luôn là x bằng trừ 2 bi trên 9 nó thôi hỏng rồi. <laughs> hay là hỏng rồi. Nó không dễ. K bằng 0 thì xin bằng 0, x bằng m bi và cuối cùng là k bằng một thì cái chỗ này dùng axin bình thường đến đây không hề khó nhưng bạn phải hiểu được cách giải không hề khó chỗ axin này thì không hề khó và cuối cùng cô tạo rồi cái câu này nó còn khó hơn bạn nghĩ nhiều bây giờ làm tương tự xem có làm được không Chúng ta có ship cô tăng 1 thì tăng của nó cũng bằng 1 như vậy là chúng ta được bi chia 4 Chúng ta được bi chia 4, đây là cái thứ đầu tiên được bi chia 4 là cái chắc chắn này. Chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Chúng ta sẽ chia đều tất cả cho bi chia 4 đi. À chia bỏ cho bi đi. Thì chúng ta chỉ còn thế này. Và khi các em quy đồng lên, em bỏ mẫu 4 thì các em sẽ thu được cốt trừ sin bằng 1 cộng 4k. Điều kiện nào để cho phương trình này có nghiệm? Thì em phải ép điều kiện cho 1 cộng 4k, quên mất, không phải trừ 1 cộng 4k. Thế bây giờ bạn phải để ý xem, không phải là trừ 1 đến 1 nữa đâu, Tại vì chỉ có xin cốt đứng một mình kia thôi Còn bây giờ mà cốt trừ xin ý Đố bạn nào đặt được điều kiện cho cốt trừ sinh hộ thầy ai học chưa? Cái này xem ai học chưa? Được chưa? Cái này xem ai học chưa? Cái này khó hơn mình nghĩ đấy Rồi, thầy uh, hướng dẫn lại nhá uh, Chúng ta có Theo biểu thức hay ẩn cốt trừ xin ý thì chúng ta có cái giá trị tuyệt đối của biểu thức a sin u cộng b cos u giá trị của nó trị đối của nó bé hơn hoặc bằng căn bậc 2 của a bình cộng b bình như vậy áp dụng vào đây chúng ta sẽ có trị tuyệt đối của cos x trừ sin x a bằng 1, b bằng trừ 1 bé hơn bằng căn bậc 2 của 1 bình cộng âm à, 1 bình nhá. Tức là bé bằng căn 2. Đây là cách tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của biểu thức hai ẩn sin cốt bậc nhất. Thì lý thuyết này là chúng ta dựa vào Bunyakovsky. Thôi em coi như thầy đã chứng minh rồi đi em áp dụng luôn đi. Đó, như vậy chúng ta có Ngoài cách biến đổi này các bạn có thể sử dụng công thức đặc biệt Chúng ta có công thức đó là cốt trừ sin bằng căn 2 cốt x cộng y 4 cũng được Công thức đặc biệt này có những lúc là chúng ta đã nhắc đến rồi Đúng không? Hoặc là chúng ta dùng công thức gì ấy nhỉ? Ừ, trừ căn 2 sin x trừ bg4 cũng được Nó còn có một cái công thức nữa như thế Hoặc có thể biểu diễn thành trừ căn 2 sin x trừ vi chia 4 cũng được bạn biểu diễn theo kiểu này thì đều ok biểu diễn theo kiểu nào cũng như nhau nhưng mà bạn đưa về sin đưa về cốt đều được chỗ này chính vì thế mà bạn chia bỏ cho căn hai xuống thì cái một cộng bốn k này của bạn sẽ phải nằm giữa từ trừ căn hai đến căn hai là hiển nhiên rồi cái cốt này là trừ một đến một rồi như vậy bạn ghi cho thầy đó là theo lý thuyết thì ông này sẽ phải nằm giữa từ trừ căn hai đến căn hai để thỏa mãn điều này thì k chỉ có thể bằng 0 không thể bằng một được do k bằng 0 là hợp là nguyên đến đây phương trình quay về cơ bản là xong các em hiểu ý bài này chưa đó đấy là thầy giới thiệu thêm cho chúng ta một số bài chỗ giải ra này thì không khó quan trọng là cái chỗ đánh giá được biểu thức ở bên trái của em ấy nó là chia đối của nó bén bao nhiêu nghe cho kỹ chú ý nhé đó cái chỗ này nó chỉ hơi hơi gọi là nâng cao hơn một tí tẹo thôi chứ không phải là khó đâu hiểu chưa thì chỗ này cái bước này khá quan trọng đây ta để ý vào được không nhỉ hết bài chưa nhỉ rồi <laughs> đấy là một số câu thầy chú ý thêm để xem hết bài chưa cái chỗ giải ra nghiệm này em tự giải nốt cho thầy vì đến đây là phương trình cơ bản chỗ này là sử dụng một số công thức đặc biệt bạn thích có thể đưa về cốt đưa về sin đều như nhau cả thôi hết rồi rồi hết rồi hết rồi may quá hết rồi các thân mến hôm nay thì chúng ta đã học được rất nhiều các cái lý thuyết hay đây ngoài những phương trình cơ bản thì chúng ta cũng đã được ngoài những phương trình cơ bản thì hôm nay chúng ta cũng đã được học hỏi thêm một số cái phương trình nó nâng cao một chút đặc biệt là một số cái lớp phương trình mà có chứa điều kiện này cách loại nghiệm của phương trình này và một số phương trình mà nó không cơ bản cho lắm thì thầy cũng đã nêu cho chúng ta cái hướng đi rồi đồng thời có thêm một số cái bài tập về nhà rồi thì các em nhớ về nhà các em luyện tập cho thầy nhé thực ra bài tập ở trên tuyển sinh 47 com thì khá là nhiều nhất là trong khóa của thầy thì với một cái khối lượng bài giảng đồ sộ và khối lượng bài tập rất là phong phú đủ quét sạch qua tất cả các dạng bài hoàn toàn có thể giúp cho các em có thể vượt qua cái phần lượng giác được là tốt nhất ừ, trong phạm vi bài giảng livestream phần 2 này của thầy thì thầy đã cố gắng hết sức có thể để dành toàn bộ thời gian để nói được những cái phần nào mà quan trọng nhất đến với các em à, Dĩ nhiên nếu chúng ta học được khóa học của thầy trên tuyển sinh247.com Thì chúng ta sẽ được học đầy đủ tất cả từ cơ bản đến nâng cao Và thầy tin tưởng rằng là sau khi học xong những cái đó Thì những bạn nào mà mất gốc ý, thì chắc chắn là đánh bay mất gốc này Và những bạn nào mà mới ở mức độ 6-7 chẳng hạn Thì về sau các em sẽ lên 8-9-10 dễ dàng Được chưa nhỉ? Rồi Các em thân mến um, uh, Tuyển, tuyển sinh247.com thì đang có cái chương trình khuyến mãi giảm 30% đấy vào ngày hôm nay ngày 19 và ngày 20 tháng 8 tức là còn có ngày mai nữa thôi đó thì tất cả các bạn có thể đăng ký các khóa học của thầy cô đều sẽ được giảm giá đồng thời là sẽ được tặng sổ có hình ảnh và chữ ký của các thầy cô nữa đúng không trong đó thì cũng thấy cũng có một cuốn sổ trong đó thì bạn nào mà đã đăng ký rồi thì thôi cũng được bạn nào đã đăng 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 ký học rồi thì các cứ học bình thường bạn nào mà uh, thích cái uh, bức ảnh mà ở trên cuốn sổ đó thì uh, uh, hôm sau mai thầy về thầy sẽ chia sẻ cái cái ảnh ở trên cuốn sổ đó uh, xong cho các em tải về làm lưu niệm cũng được, lưu niệm. Còn cũng không nhất thiết là nếu mua rồi thì thôi. Tại vì uh, sổ chỉ khối dưới lượng khối lượng có hạn thôi, số lượng có hạn đó. Còn uh, các bạn học sinh lớp 10, lớp 11, lớp 12 từ 2K 2K 5, 2K4, 2K3 vân vân đó thì các bạn nào mà nếu mà chưa đăng ký các khoa học của thầy cô trên tuyển sinh em có thể nhanh chân đăng ký còn cái ngày mai nữa nhé để vừa được hưởng giảm giá 30 phần trăm có cái link link chương trình quảng cáo ở trên đấy đó và vừa được thêm tặng sổ và một số món quà ý nghĩa nữa đó thì ta nên để ý tận dụng nhé không về sau chuẩn bị vào nó học mới rồi đó thì thầy nghĩ là bây giờ mà cũng nên đăng ký học được rồi nếu như mà chúng ta muốn có một cái nền tảng thật là vững chắc và về sau chúng ta có một cái mục tiêu vào đại học thật là tốt đúng không nhỉ thì thầy nghĩ là lớp 11 chúng ta bắt đầu nên suy nghĩ về cuộc đời được rồi đấy chúng ta bắt đầu nên có mục tiêu có định hướng đàng hoàng và nên bắt đầu biết biết học đi chứ không là về sau khó lắm đấy nhá thầy chỉ dặn trước thế thôi ok nhỉ rồi hôm nay hy vọng là các bạn đã có được những phút giây giải trí thật là vui vẻ với thầy cũng như là học hỏi được thêm rất nhiều những cái kinh nghiệm từ thầy hướng dẫn thầy hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em Uh, trong các chương trình live stream lần sau Vào tối thứ tư hàng tuần Trên kênh của tuyển sinh 247 Thầy uh, xin thân ái Chào tất cả các bạn